OK, thầy xin chào tất cả các con. Rồi à, lâu quá nhờ, phải đến uh, từ suốt từ năm ngoài đến giờ hôm nay chúng ta lại được gặp nhau đúng không? OK. À, vậy thì các con uh, trong mấy ngày uh, được nghỉ Tết, dương lịch ấy, các con có đi đâu chơi xa không ạ? có à. đi. À thế ạ, đi uh, có bạn nào bị uh, bố mẹ cho đi chơi quanh nhà không? hả có bạn nào bị bố mẹ cho đi chơi quanh nhà không? Nghỉ uh, nghỉ Tết được. Uh, bạn nào nghỉ ít thì được nghỉ hai ngày còn bạn nào mà được nghỉ nhiều trường nào mà cho nghỉ nhiều là ba ngày liền thì chắc là các con sẽ được đi chơi xa chứ ạ về quê thăm ông bà nội ông bà ngoại chứ ạ có phải không ạ Đó, chia sẻ cho thầy nào <laughs> xem xem là được đi chơi đâu xa không ạ thầy thì không được đi đâu bởi vì thực chất là phải nói như nào nhỉ phải nói với con là trong mấy ngày Tết dương lịch là thầy ở trong bệnh viện Đấy. <laughs> thầy thầy không bị ốm nhưng mà như cũng thầy đã chia sẻ đối với các con ở trên group vậy à? là bố thầy bị ốm nên là nhà thầy thì lại cũng không 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 có nhiều thành viên lắm cho nên là khi mà có một người bị ốm thì phải thay nhau trông thì thực ra là cũng 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 neo người nhà thầy neo người phải không? nên là đúng ra ấy là trước đó trước kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch là nhà thầy định đi chơi đấy. Thế nhưng mà vì là đột xuất như vậy nên là chẳng đi được đâu cả, phải ở nhà phải ở nhà thôi, đúng không? Chăm uh, chăm bố thầy, được không ạ? Ok. Chính vì thế cho nên tối hôm qua thầy cũng đã không dạy được các con, đấy là lỗi của thầy, thầy uh, mong các con thông cảm, được không ạ? Ok. Có bạn Mạnh, Mạnh Thắng chia sẻ là đi về quê ở Sân Tây đúng không ạ? À, về Sân Tây thì khá là gần thôi ạ. Từ đây về Sân Tây thì à, nếu mà chỗ nào mà gần gần thì ước chừng khoảng cỡ độ 35 cây. 35 Thế còn ở vị trí xa hơn thì khoảng độ hơn 40 cây, 50 cây là cùng. Không? Thì cũng là khá là gần. Ở Sân Tây là có thành cổ đấy các con ạ. Ở Sân Tây là có thành cổ Sân Tây. Khá là về nhá, về đấy thì các con sẽ được như kiểu cảm giác như kiểu là về Thứ nhất là về quê là đấy là cái đầu tiên này, thứ hai là nó giản dị mộc mạc, đúng không? Nhà thì toàn mái ngói thôi. À... có khi lại còn có cả kiểu như là như nào nhỉ? Như kiểu như là nó làm những cái nhà cổ để cho khách đến tham quan nhỉ? Đấy. À có bạn Anh Dũng thì chia sẻ được đi Lai Châu sướng đê nhưng mà lai châu thì lại xa lai châu thì lại khá xa đúng không? tuy nhiên là được con nghĩ... đi thái bình thầy ạ dạ thế ạ thái bình đấy là con về quê hay là con đi đi tham quan địa điểm nào ở đấy về quê con à? đi Lạ sơn ạ à. đi lạng sơn ạ sướng thế nhỉ không? đấy các con thấy không ở quê ở xa ấy thì bình thường là sẽ không có điều kiện lắm để về thăm ông bà À, đúng không? Tuy nhiên đấy những cái kỳ nghỉ lễ mà dài ngày một chút là sẽ được ông, được bố mẹ cho về thăm ông bà này, thăm các bác này, các anh, các chị, các cô, các chú gì đúng không? Rất là thích. Hơn nữa là cái kỳ nghỉ Tết âm lịch của chúng ta sắp tới rồi, đó là Tết Nguyên Đán ấy ạ Kỳ nghỉ đấy sẽ được dài hơn, các con sẽ được uh, sẽ được uh, về chơi lâu hơn, đúng không? OK. Rồi có bạn chia sẻ là được đi bà rịa vũng tàu chơi còn có bạn thì được uh, chia sẻ là bố mẹ cho uh, lau dọn nhà cửa không? thế thì lau dọn nhà cửa là chuẩn bị đón tết đấy được đi nước săn lai à <laughs> ok không thì các con phải biết là cái việc mà sắp đến tết thì là nhà người ta gọi là ngày hội toàn dân dọn dẹp nhà cửa không? cho nên cái việc mà chúng ta làm sớm thì các con sẽ được nghỉ ngơi sớm bạn nào mà dọn dẹp nhà cửa muộn thì sẽ được nghỉ ngơi muộn. Thế thôi, đơn giản mà. Cho nên là dọn sớm cái thời điểm này thì là sẽ được đến Tết âm lịch thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đi chơi này, đi ngắm phố này, ngắm phố hoa này, đúng không? Hoặc là nhà bạn nào mà có điều kiện hơn thì có thể lên trên lên trên trên phố để đi dạo quanh hồ Gươm. Đấy, nhiều địa điểm chơi lắm ạ. Được chưa? Ok. Rồi, vậy thì một vài phút đầu tiên thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau như vậy. Bây giờ Ok, có bạn thì đi về quê Yên Bái, có bạn đi Quảng Ninh, nhất trí ạ. Thì chúng ta ai cũng đều có quê hết, phải không? Thầy cũng có quê. Quê thầy ở Hà Đông, Hà Tây, Hà Nội, Ngày xưa là thị xã Hà Đông đấy ạ. Tỉnh Hà Tây, sau đó thì uh, được lên thành Hà Nội 2 và bây giờ được gọi tên là Hà Nội, à, được chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Thế thì uh, đúng ra ấy là ở cái tuần học vừa rồi nếu như mà chúng ta không nghỉ Tết Dương thì các con sẽ bắt đầu học sang cái chuyên đề mới có liên quan đến gọi tên gọi chuyên đề đó là về phân số. Thế nhưng mà thầy cũng đã hỏi ý kiến sư phụ nghĩa rồi, sư phụ nghĩa cũng quyết định là uh, bởi vì là cái phần kiến thức đấy các con chưa học. Nên thầy sẽ chưa rèn luyện bài tập trong buổi ngày hôm nay Vậy trong buổi ngày hôm nay ấy, sẽ là buổi cuối cùng Rèn luyện về toàn bộ kiến thức của học kỳ 1 Tất nhiên là xoay quanh về cái phần nâng cao thôi Đúng không ạ? Thầy sẽ không dạy lại cho các con ôn tập lại những cái bài cơ bản nữa Mà hôm nay chúng ta sẽ ôn tập toàn những bài nâng cao thôi Đúng không ạ? Thì tất nhiên là nâng cao thì nó cũng có dạng nâng cao ở mức độ vừa phải Và những bài toán khá là phức tạp à, Ví dụ như những bạn ở lớp A1 ý 6 A 1 thì những bạn ấy sẽ được làm những cái bài khó, rất khó, ờ, có thể là đến bản thân các bạn ấy cũng thấy là khó. Thế còn đối với chúng ta thì sẽ làm những cái bài tập rèn luyện ở mức độ đối với tương ứng với uh, nó chỉ thầy nghĩ là nó tương ứng với cái bài 0,5 điểm trong cái kỳ thi cuối học kỳ một của các con thôi, được không ạ? Các con có nhất trí không ạ? mấy bài 0,5 điểm ở kỳ thi cuối học kỳ một bọn con toàn là mấy bài nâng cao thầy ạ. Thì đúng rồi, ờ. nó đúng là bài nâng cao nó đúng là bài nâng cao mà nâng cao là đúng bởi vì sao đấy là cái bài để chúng ta phân 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 loại các bạn nào mà ở level gọi là 10 điểm đúng không? thế còn những cái bạn được 9 điểm rưỡi tức là làm trọn vẹn tất cả những bài còn lại thì cũng chỉ được có 9 điểm rưỡi thôi không thể lên 10 được Được không ạ thì cái bài cuối cùng đấy có nghĩa tên gọi nó là bài phân loại và nó đúng là bài nâng cao các con ạ chính xác là bài nâng cao được chưa thế thì Thông qua cái kỳ thi cuối học kỳ 1 của các con vừa rồi, ấy, thì thầy biết đa phần chắc là các con cũng đã biết điểm rồi, đúng không ạ? Thì cái việc điểm số tốt hay chưa tốt, thì thầy không 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 nói về cái đấy sâu nữa, được chưa? Thế nhưng những bạn nào mà điểm chưa tốt ấy, thì các con phải dựa trên cái kết quả đó để các con biết được là mình cần phải uh, ôn tập lại uh, như này nhá Trong quá trình các con làm bài kiểm tra ấy các con thừa biết là mình phần kiến thức nào mình nắm tốt rồi còn phần kiến thức nào mình nắm chưa tốt vậy thì cái phần mà chưa tốt ý, thì các con phải tìm mọi cách để ôn tập lại có thể là do ở cái giai đoạn một các con học chưa thật sự chăm bởi vì có thi là mới bắt đầu vào bước vào cái việc học ở lớp 6 đúng không có thể là các con chưa biết cái phương thức học cái cách thức cái phương pháp học nó hiệu quả thì cái đấy không sao hết chúng ta còn cái cả một học kỳ 2 để chúng ta phấn đấu thứ nhất là điểm số ở học kỳ 1. Dù sao nó cũng đã các con đã thi rồi và đạt được điểm số rồi. Vậy thì những bạn nào được điểm tốt thì thầy chúc mừng các bạn đó và coi như là các bạn có tết, không? Các bạn có tết trọn vẹn. Thế còn những bạn nào mà điểm chưa tốt hoặc có thể những con bạn bị điểm còn không những điểm chưa tốt mà có thể biển hơi thấp thì có thể gọi là cái tết nó không được trọn vẹn. Nhưng mà thôi, không sao, các qua chuyện đến một bên đi thế thì ở học kỳ 2 thì các con phải phấn đấu nhiều hơn đúng không ạ đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là những bạn nào điểm chưa tốt thì các con phải chia sẻ với thầy chia sẻ bằng cách nào ví dụ bà thầy ơi điểm của học kỳ một con là như thế này này cái phần này con làm kém này phần kia con nắm không được này là phải chia sẻ trực tiếp với thầy được không ạ thì thầy sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ con có thể thầy sẽ giảng giải cái phần lý thuyết đó cái phần dạng bài tập cơ bản đó cho những bạn điểm chưa tốt vào một cái buổi nào đấy thầy sẽ thêm những cái khung giờ mà các con có thể học được được không ạ coi như là lớp bổ trợ mở rộng giống như là bây giờ các con một số bạn đang học lớp bổ trợ ở trên ở của tập đoàn ấy ạ thì đấy là những thầy cô khác phụ trách nhưng mà bây giờ ấy thì thầy sẽ quyết định là thầy sẽ phải hỗ trợ thêm các con thêm nữa bởi vì không thể để như thế này được phải không bởi vì sao nếu như các con học tốt ở phần này thì sang học kỳ 2 các con sẽ học nhàn Học kỳ 2 học nhàn lên đến lớp 7 sẽ học nhàn. Lớp 7 học nhàn thì lớp 8, lớp 9 có nó là tiền đề để giúp các con học tốt. Thế còn những bạn nào mà bây giờ học chưa tốt không có cái gì phải lo lắng cả. Nhưng vấn đề ở đây là các bạn đó phải tự giác hơn. Đúng không ạ? Phải tự giác hơn nhá. Thầy biết là trong lớp ý, có những bạn ý thức rất tốt, phải nói thật là như thế. Tốt như thế nào? Trong từng buổi học tích cực tham gia trả lời thầy từng câu hỏi, tích cực làm bài tập thì đấy là những bạn ý thức rất tốt rất đáng khen. Thế còn những bạn mà ví dụ, thì uh, sẽ uh, có thể chỉ ra một số những điểm chưa tốt nhé. Ví dụ này, uh, bài tập về nhà hàng tuần chưa tích cực làm. đấy là một cái đầu tiên, đó. Cái thứ hai là lý thuyết sư vụ nghĩa dạy từng buổi, các con về nhà các con không chịu xem lại. Bởi vì cái việc xem lại ý, nó sẽ giúp chúng ta là nắm kiến thức tốt hơn. hoặc có thể là những bạn đã xem đi xem lại rồi mà vẫn chưa hiểu không sao hết cái việc chưa hiểu đó là chuyện bình thường bởi vì mỗi người có một cái khả năng nhận diện kiến thức một cái cách mà để các con tiếp thu nó khác nhau vậy thì với cái mỗi người khác nhau như thế thì có nghĩa là những người có thể nghe một phát hiểu luôn có người thì nghe một cái chưa hiểu được nghe hai lần chưa hiểu nghe ba lần chưa hiểu vậy thì phải cần có những người hỗ trợ để các con giúp cho các con hiểu được kỹ càng nó hơn Đúng không vậy đó là ai đó là các thầy cô dạy bổ trợ đó là thầy được không ạ? đó là thầy. Thế còn đương nhiên là trách nhiệm lớn nhất đó chính là thầy và thầy nghĩa. Bởi vì uh, cái việc học của các con ấy, đạt được hiệu quả hay không đó là phụ thuộc vào uh, việc giảng dạy của thầy nghĩa và của thầy và trách nhiệm đấy là thầy không thể chối bỏ được trách nhiệm lớn lao nhất đó là của thầy được không ạ? Chính vì thế cho nên là những bạn nào mà các con cảm thấy phần kiến thức nào chưa tốt các con phải chia sẻ với thầy, phải chia sẻ với thầy nhé để thầy mới giúp đỡ các con được chứ còn một số bạn là thầy biết là đến giờ học có khi là đăng nhập vào lớp sau đó là đi ngủ đúng không? đăng nhập vào lớp xong đã vào lớp rồi thế nhưng mà sau đó là lên giường đi ngủ Đấy. đến giờ kết thúc thì cũng em chào thầy thế là cũng coi như là kết thúc buổi học thế thì thế thì có nghĩa là các con đã miễn cưỡng đăng nhập vào phòng học và cái phương thức học như thế thì rõ ràng là chưa ổn đúng không thì thầy không chê trách gì cả bởi vì sao có thể là bởi vì các con thấy là phần kiến thức đấy nó khó quá, khó hiểu, khó học nên là cảm thấy gây ra một cái cảm giác là chán học. Sau đó dẫn tới là không muốn học, đúng không? Thế bố mẹ bắt mình vào học thì thôi, được rồi chiều lòng bố mẹ một tí, chiều lòng thầy thì tuấn một tí. Chiều lòng sư phụ nghĩa một tí đến lớp, đến cái giờ đấy thì đăng nhập vào lớp tôi, đúng không? Nhưng mà như thế thì nó sẽ không không ổn các con ạ. Về lâu về dài thì nó sẽ tạo cho các con một cái cảm giác là thực ra là mình đang đối phó, mình uh, học không thấy hiểu bài nhưng thực tế thì kiến thức nó không đến mức độ là khó như vậy đâu các con ạ, đúng không nào? nó không đến mức độ khó như vậy đâu ạ, nó hoàn toàn có thể các con hiểu được. Thế những bạn nào mà chưa hiểu thì các con chỉ cần là thay đổi phương pháp, hỏi thầy, bảo thầy ơi thầy giảng như thế em khó hiểu lắm thầy ạ, thầy cần phải giảng kiểu khác. đương nhiên là khi đó thầy sẽ phải thay đổi, Đó không? Ông đương nhiên rồi một số bạn thì chia sẻ bảo là em cứ chăm chỉ là được Đồng ý nhất trí Thế nhưng mà có bạn ấy Các con phải hiểu như này này Có những bạn chăm chỉ rồi Nhưng vẫn chưa thật sự là học tiến bộ Đấy là có nhá Trường hợp đấy là có Là bởi vì sao Có khả năng cao là bởi vì cái phương pháp học nó chưa đúng thôi các con ạ à. Cái phương pháp học chưa đúng Thế thì những cái bạn mà đã chăm chỉ rồi Như vậy bước đầu tiên về mặt ý thức Thầy ghi nhận Thế còn cái việc chưa hiệu quả Đấy là có thể phương pháp chưa ổn thì phương pháp chưa ổn đấy, có thể do thầy. Bởi vì cái phương pháp truyền đạt của thầy có thể nó chưa ổn. Có thể là đối với bạn này thì cảm giác nghe cái hiểu rồi và ok, thầy giảng như thế tốt rồi, em hiểu luôn. Thế nhưng đối với một số bạn khác thì nghe bảo là con chưa hiểu, cái cách giảng của thầy khó hiểu quá. Khi đó thì các con phải nói lại với thầy để thầy biết và thầy phải thay đổi cái phương pháp. Nhỉ không ạ? Được chưa? Cho nên là đương nhiên dạy học là không hề dễ và cái việc các con tiếp thu kiến thức mà hiểu được hay không ấy cũng là một cái không hề đơn giản một chút nào cả chính vì vậy cho nên là cái việc học đó là phải sự nó là phải đến tự nguyện từ hai phía các con cố gắng uh, từng ngày thầy cũng cố gắng dạy từng buổi học để sao cho chúng ta có thể đạt được một cái kết quả tốt nhất sau từng giai đoạn từng học kỳ từng năm học được chưa ok chưa nào rồi đấy là toàn bộ chia sẻ có thể gọi là chia sẻ cuối học kỳ một và đây là coi như là một cái lời chia sẻ đầu năm học động viên tất cả lớp tất cả các thành viên trong lớp của chúng ta sẽ học tiến bộ hơn nhá được chưa thầy đã hứa với các con rồi thầy hứa là thầy giữ lời chưa từng một cái lời hứa nào mà thầy hứa ra mà thầy không giữ lời cả được chưa nào cho nên những bạn nào dù là kiến thức có bị hồng nhất trong lớp của chúng ta thì các con cứ mạnh dạn chia sẻ lại với thầy được chưa thầy sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ hứa là làm không Việt Nam nói là làm đấy được chưa Ok nhá rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài tập của buổi ngày hôm nay đương nhiên là nhẹ nhàng không hề phức tạp luôn Ok xin mời cả lớp hãy viết cho thầy đầu bài bài số 1 của chúng ta hôm nay nội dung là à, ôn tập cuối học kỳ 1 lần cuối cùng không? ôn tập học kỳ 1 các con ghi hẳn cho thầy luôn là lần cuối cùng được chưa Như vậy là từ buổi sau chắc chắn chúng ta không sẽ không còn khái niệm là ôn tập nữa mà sang tuần tiếp theo chắc chắn học kiến thức mới, đó là liên quan đến phần phân số, được chưa? Ok. Bài số 1 của chúng ta này, hôm nay các con tập trung là nghe nhá. Uh, ghi chép vừa phải thôi. Cái gì mà không nhớ thì nốt nó lại vào trong vở cho thầy. Bài số 1 của chúng ta như sau. Chứng minh. Chứng minh này. A bằng 9 mũ 23 cộng với 5 nhân với 3 mũ 43 và chứng minh cái biểu thức A này của thầy là chia hết cho 32. Hôm nay cố gắng các con hãy lắng nghe. Cái những cái gì mà hay nhất thì uh, nốt lại thôi. Thế còn những cái gì hiểu rồi, biết rồi thì thôi, không cần viết vào vở nữa, được chưa? Chứng minh rằng biểu thức A bằng 9 mũ 23 cộng 5 nhân với 3 mũ 43 là chia hết cho 32. Ok, xin mời cả lớp hãy bình tĩnh dành thời gian để suy nghĩ cái bài tập này. À, thời gian để dành cho các con suy xét Đó là 3 phút được không ạ Không ra thì thầy sẽ là người hỗ trợ Ok Rồi xin mời cả lớp <laughs> Xin mời các con Cả lớp hãy chú ý này ở trong trường hợp này của chúng ta thì người ta yêu cầu là chứng minh chia hết cho 32. Đây chính là một gợi ý vô cùng đắt giá. Để chứng minh cái biểu thức A này mà muốn chia hết cho 32 ấy thì cái cách mà người ta rất hay dùng đó là người ta sẽ phải biến đổi cái biểu thức này A này một chút để sao cho đưa về cái dạng là A sẽ bằng thừa số 32 nhân với một cái biểu thức M nào đó và cái biểu thức M này không hề quan tâm. Chỉ cần biết rằng là nó xuất hiện được cái thừa số 32 ở đây thôi và nếu mà các con làm được xuất hiện được cái việc này thì coi như bài toán của chúng ta là kết thúc được không ạ? Như vậy là ở đây với cái mục tiêu khá là rõ ràng phải làm sao xuất hiện được thừa số 32. Vậy làm thế nào để xuất hiện được? Các con có biết là chúng ta cần phải xử lý cái bài toán này như thế nào không? Nào, cả lớp các con chia sẻ giúp thầy nào. Có thể chia sẻ giúp thầy xem là trong trường hợp này chúng ta cần phải xử lý bài toán này như thế nào không ạ? Cả lớp hãy quan tâm đến cho thầy cái biểu thức A này. Các con có phát hiện ra được là trong biểu thức A này có cái thành phần nào giống nhau không? Có thể là đưa được về cái gì không? Cả lớp. 9 và 3. À, có 9 và 3. Ở đây đóng vai trò chính là hai cái cơ số tương ứng với lũy thừa 9 mũ 23 và 3 mũ 3 đúng không cả lớp? Vậy bước đầu tiên các con có từng suy nghĩ đến là chúng ta sẽ làm đưa hai cái lũy thừa này về cùng tổ sư không cả lớp ơi? Thầy hỏi nhá. Các con có nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ đưa chúng về cùng tổ sư không? Có bạn nào nghĩ đến ngay không? Khi nhìn đầu bài cái lập tức nảy trong đầu luôn. À, đây là phải đưa về cùng tổ sư. Thì... Tổ... Có nghĩ đến không ạ? chắc chắn là phải có bạn nghĩ đến đi nhờ đúng không ạ bởi vì cái bạn con nghĩ nghĩ một tí con tự dưng con thấy cái đấy ra mà là con không chắc là mình có đúng hay không nữa à ừ các con phải hiểu này đây là tâm lý chung nhá cái việc đến ngay cả thầy ý, chẳng qua là bài này đối với thầy thì nó là một cái kiến thức mà thầy đã biết rồi cho nên đối với thầy thì nó là dễ đối với các con có thể chưa làm chưa biết thì các con cảm thấy nó rất là khó vậy tâm lý chung của chúng ta đó là gì các con không được sợ bất cứ một cái bài tập nào. Nếu nó là khó thì đấy là chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta chưa được rèn luyện thì nó là khó. Chứ nếu mà nó mà nhìn cái lại bảo ui bài này dễ lắm thầy ạ thì có nghĩa là cái bài đấy các con đã biết chắc 10 10 rồi, đúng không? Vậy thì còn cái gì mà phải lo lắng nữa? Thế còn cái việc mà chúng ta gặp bài khó thì chúng ta chỉ cần nghĩ đơn giản đó là gì? Chúng ta cần phải chinh phục nó. Cần phải chinh phục những cái bài khó. Thế thôi và cái bài này thầy đã đưa ra cho các con có nghĩa là thầy biết được là năng lực của các con thừa khả năng xử lý nó. Cả lớp nghe nhá, thừa khả năng xử lý. Cho nên đừng có nghĩ là khó. Nào. Bây giờ thầy xin hỏi cả lớp là nếu 9 mũ 23 này chúng ta đưa về cơ số tổ sư thì nó phải là 9 thì bằng 3 mũ mấy nhỉ cả lớp nhỉ? 3 mũ mấy nhỉ? 3 mũ 2. Đúng rồi, 3 mũ 2 nhá, cả lớp bình tĩnh này. Chúng ta sẽ đi xử lý từng bước một. Thầy cũng chẳng phải là xuất sắc gì đâu chẳng qua là thầy có nhiều kinh nghiệm hơn các con thôi không 9 thì là 3 mũ 2 sau đó mũ 23 chúng ta hạ xuống cả lớp ok chưa cộng với này 5 này nhân với 3 mũ 43 xin mời cả lớp cho thầy hỏi là cái thằng 3 mũ 2 tất cả mũ 23 này thì thực tế nó là 3 mũ bao nhiêu nào 3 mũ 46 à ok 3 mũ 2 nhân với 23 tức là 3 mũ 46 đúng cả lớp chuẩn luôn Vậy thầy sẽ viết nó là 3 mũ 46 nhá. Bạn nào chẳng may mà quên cái công thức này thì chắc phải nốt lại ngay cho thầy. A mũ e M đóng mở ngoặc mũ N được gọi tên nó là gì? Công thức đẻ của sư phụ nghĩa. Thế còn nếu theo sách giáo khoa thì công thức này được gọi tên là lũy thừa của lũy thừa. Nó sẽ được viết lại là A mũ e M nhân với N cả lớp nhớ chưa nào? Vậy căn cứ theo công thức này chúng ta áp dụng vào đây được là 3 mũ 2 nhân với 4 23 ở bên ngoài đúng không? Tức là bằng 3 mũ 46, chính xác tuyệt đối luôn. Được chưa? Thế còn thằng đằng sau này chúng ta hạ nguyên xuống. Thầy xin hỏi cả lớp là các con có phát hiện ra được ở hai thành phần phía trước và phía sau có xuất hiện được thừa số chung là bao nhiêu? 3. Là 3. Đúng rồi, có lũy thừa có cùng cơ số là 3 thầy nhất trí. Thế nhưng cả lớp nhớ cho thầy này. Hai cái thằng 3 mũ 46 và 3 mũ 43 này thì thằng nào có số mũ lớn hơn? Nào, các con trả ừ, lời giúp thầy. 3 mũ 46 ạ. Chuẩn rồi. 16. Ok. Vậy thì hai thằng này thằng nào đặt được cái lũy thừa với số mũ nhỏ hơn ra ngoài nhỉ? Số mũ nhỏ hơn sẽ đặt được ra ngoài, vậy nó là thằng nào đặt được ra ngoài cả lớp? Ừ, thằng... 3 mũ 43. Chính xác, chính xác. Thằng 3 mũ 46 này thầy xin phép tách là thành 3 mũ 43, sau đó là có nhân với 3 mũ 3. Cả lớp có hoàn toàn ok không ạ? Đây được gọi tên là công thức nuôi chó ngược của sư phụ Nghĩa. Nào. Chắc không ai phản đối đâu nhỉ? Hai thằng này nhân với nhau là bằng 3 mũ 46, công thức nuôi chó ngược. Cộng với 5 nhân với 3 mũ 43. Vậy cả lớp ơi, cả lớp có đặt được thừa số chung giúp cho thầy không? Cả lớp. Dạ quá. Có đặt được không ạ? Có ạ. Ok, vậy thừa số chung đặt ra ở đây là thừa số chung là bao nhiêu đây ạ? là à, Chính xác. Nếu đã đặt thừa số chung thì trong ngoặc của chúng ta còn lại hai thành phần nào cho vào trong ngoặc đây cả lớp ơi? mũ 3 và 5 à, Chính xác 3. tuyệt đối luôn. Một thằng này, hai thằng này. Vậy thầy xin phép cho hai cái thằng này vào trong ngoặc cả lớp nhá, là 3 mũ 3 cộng với 5. Cả lớp nhầm giúp cho thầy xem sau hai cái thằng này cộng lại với nhau sau ra cái số gì quen thế nhỉ? 27 ạ. 27 ạ. 27 thầy ơi ba à, 3 mũ 3 thì bằng 27 chuẩn luôn. À. Thế nhưng mà tổng với năm tổng trong hoặc là 32 ạ. À, Thế thì thì cái số này sau nó thế, thì, giống giống cái kết quả giống cái kết quả đang cần chứng minh thế nhở cả lớp nhở Có phải là hình như thầy thấy Không ở đâu đó. Rồi. Thầy thấy đâu đó là phải chứng minh chết cho 32. Thế mà cái thằng này thì lại là 32. Vậy xong chưa cả lớp ơi? Vậy bài là chắc chắn đến... chưa hết rồi thầy. Ờ à, thế ạ. À. Thế bài bài toán này là dễ hay khó nhở thì chốt lại là dễ hay khó đây bây giờ biết à. rồi thì dễ ạ easy biết thì là khó ạ thực chất bài này vẫn là một bài không hề khó tí nào bởi vì là các con nhớ này bản chất của bài toán đó là muốn chứng minh chia hết cho một số nào thì cần phải làm xuất hiện thừa số đó đơn giản chỉ có thế thôi vậy đến đây ta có vì 32 thì chắc chắn là chia hết cho 32 không còn lý do gì khác đúng không cả lớp vậy thì nếu mà chia hết cho 32 rồi thì đương nhiên là nên cái a của chúng ta là bằng 32 nhân với 3 mũ 43 chắc chắn phải là một số chia hết cho 32 và đến đây các con đi đến kết luận cho thầy vậy biểu thức a chắc chắn là chia hết cho 32 các con nhá chắc chắn là chia hết cho 32 uy tín luôn rồi cả lớp ơi đối với bài đầu tiên này các con có ok và hiểu hoàn toàn 100% chưa được dạ, chưa nào rồi, thầy. dạ ờ. vâng ạ Hy vọng là bài tiếp theo sẽ phản xạ được ngay nhá, được không? Thầy hy vọng các con là bài tiếp theo một phát là xong luôn. Chỉ cần các con biểu diễn cho thầy là đã ok rồi, như vậy thầy hoàn toàn tin tưởng là như vậy với cái nội dung như thế này là các con chắc chắn đã hiểu bài và làm tốt nó, được chưa? Ok, xin mời cả lớp chữa bài để chúng ta đi đến bài bài số 2, bài gọi là bài easy số 2. Được không? À xin mời cả lớp. Nhanh <laughs> dạ, xong hết chưa để chúng ta tới bài số 2 nào. Dạ ok ạ, à. thầy cảm ơn thầy cảm ơn Ngọc Diệp ạ. À. À, bố của thầy đã đỡ hơn rồi Đỡ hơn nhiều rồi ạ à, Nếu mà không có gì đặc biệt Thì cuối tuần này sẽ Sẽ về, sẽ về nhà Ok rồi, thầy cảm ơn con Thầy cảm ơn Ngọc Diệp rất nhiều Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển tới nội dung của bài số 2 nhé Tới nội dung của bài số 2 Thầy vẫn để nguyên này cho các con nhìn này Bài số 2 của chúng ta đầu bài như sau Bài số 2 đó là chứng minh biểu thức B của chúng ta với được biểu diễn bởi đó là 2 mũ 28 cộng với uh, à, Thầy xin lỗi, sửa lại cái này đi một tí để thế này thì dễ quá. Các bạn nhìn cái các bạn lại bảo sao thầy cho bài dễ thế. À, thầy xin phép viết là 16 mũ 7 cộng với 3 nhân với 2 mũ 32 chứng minh rằng biểu thức B này luôn chia hết cho 49. Rồi, xin mời cả lớp. Nào, xin mời các con. Bài toán này mà các con không xử lý trong vòng 2 nốt nhạc thì có nghĩa là bài trên chưa thật sự hiểu. Nào, nào xin mời cả lớp. Bài này chúng ta cần phải làm xuất hiện thừa số bao nhiêu nhỉ cả lớp nhỉ? Bài số 2 này của chúng ta 49. cần phải làm đúng rồi, xuất hiện thừa số 49. Vậy muốn làm xuất hiện được thừa số 49 thì trước hết bước đầu tiên đó là các con phải đưa hai cái lũy thừa 16 mũ 7 và hai mũ 32 này về cùng tổ sư, đó là đưa về lũy thừa gốc. Vậy theo các con thì trong trường hợp này là đưa 16 mũ 7 này về lũy thừa với cơ số là bao nhiêu được cả lớp nhỉ? Cơ số là bao nhiêu đây ạ? 2 2 2 mũ 4 Chuẩn luôn 2 mũ 4 tất cả mũ 7 Cộng với 3 nhân với 2 mũ 32 Vậy cả lớp ơi Các con đã xử lý thành công được bài toán này chưa? Đã làm xuất hiện ừ. được thừa số 49 chưa? Đã rồi ạ à. Đấy Có thấy là bắt đầu khi mà chúng ta cảm nhận thấy là cái bài trên ý nó chính là một cái phương pháp để giúp chúng ta nắm được cái phương pháp xử lý các bài tiếp theo thì đến đây ý chắc chắn các con sẽ đưa về hai mũ 4 tất cả mũ 7 vậy đây là hai mũ 28 cộng với 3 nhân với hai mũ 32 nguyên tắc của chúng ta là muốn làm xuất hiện được thừa số chung ấy thì các con phải nhớ này các con hãy lưu ý đến cho thầy hai cái lũy thừa này đã có cùng cơ số rồi thằng nào có số mũ nhỏ hơn thì đó chính là lũy thừa đặt ra ngoài làm thừa số chung. Cả lớp có ok với cái kết luận này của thầy không? Vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đặt được hai mũ bao nhiêu ra làm thừa số chung nhỉ các con nhỉ? Nào, cả lớp. Đến đây 232. thì chúng ta sẽ Không không, bình tĩnh, bình tĩnh. 2328. Chỉ là lũy thừa với số mũ bé hơn các con nhớ nhá, phải là số mũ bé hơn. Vậy số 28 và số 32. Thầy thấy 28 chắc chắn bé hơn 32. Vậy chúng ta sẽ đưa ra được lũy thừa với số mũ là 2 mũ 28, đây được gọi tên nó là thừa số chung. Cả lớp nhớ chưa nào? Đây thằng này chắc chắn được gọi tên là thừa số chung. Rồi ok, thầy xin mời một bạn trong lớp xử lý cho thầy bài này nhá. Thầy xin mời bạn uh, Hà Mi nào. Xin mời Hà Mi hãy bật mic lên để hỗ trợ thầy đến đoạn này xử lý bằng cách đặt thừa số chung ra ngoài. Xin mời bạn Hà Mi ạ. À. Dạ Hà My ơi, Hà My có thể hỗ trợ thầy ở cái bước này không ạ? Ô, sao thầy hỏi đến bạn Hà My một cái là bạn bị âu ra khỏi phòng luôn là thế nào? Trời ơi, hy vọng đấy là hoàn toàn là do về gọi là đường truyền mạng thôi Chứ không phải là có một cái tác động gì đó mà khi thầy hỏi một cái là văng ra khỏi lớp luôn, đúng không? như kiểu như thầy có một cái năng lực kỳ bí gì đấy á, à. giống như sư phụ nghĩa cũng chia sẻ sư phụ nghĩa có chia sẻ là cứ gọi tên đến bạn nào thì lập tức bạn ấy bị văng ra khỏi phòng học Ê, em buồn cười chứ à. ok thầy xin mời bạn trúc linh nào trúc linh cho thầy hỏi đến đây chúng ta sẽ đặt thừa số chung ra là thừa số nào là thừa số 28 ạ à. dạ không phải thừa số 28 mũ. nó phải là bao nhiêu ạ à? 2 hai mũ hai tám ạ à đấy 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 hai mũ hai tám Ok vậy trong trong ngoặc này của chúng ta sẽ là có gồm những thành phần nào đấy các con nhỉ? Ở đây con nhớ này, khi mà thằng 2 mũ 28 đứng một mình, lập tức nghĩ đến việc nhân thêm một cho vui, cả lớp còn nhớ cái kỹ năng này của thầy của sư phụ nghĩa không? Vậy thì vậy thì Trúc Linh ơi, con đặt giúp cho thầy trong ngoặc này chúng ta gồm những thành phần nào? 1 3 1 cộng với 3 Còn gì à... nữa không con nhỉ? 3 nhân với bao nhiêu nhỉ? 2 mũ 32 này thì cả lớp hãy nhìn này. Tất nhiên là có một số bạn thì có chia sẻ với thầy là con chưa hiểu kỹ lắm. Vậy thầy sẽ cố tình làm thêm một bước nữa ở giữa cho cả lớp nhìn nhá. Một nhân với 2 mũ 28 chúng ta giữ nguyên cộng với 3. Thằng này sẽ tách ra thành hai mũ 28, sau đó thầy nhân với 2 mũ 4. Có được không cả lớp? Có bạn nào phản đối không ạ? Vậy Trúc Linh. Trúc Linh cho thầy hỏi là cái thằng này trong ngoặc của chúng ta gồm có những thành phần nào nhỉ Trúc Linh nhỉ? là 1 cộng 2, 2 1 cộng 3 x 2 mũ 4 ạ Ok rồi rất tốt Đến đây thì Trúc Linh đã kịp tính toán cho thầy xem cái trong ngoặc này bằng bao nhiêu chưa 49 ạ Bằng 20 thầy ạ 20 thật á À đâu à con nhầm Con nhầm con, con tính nhầm con tưởng cộng ạ à? <laughs> <laughs> Đúng rồi nếu là cộng đúng 20 thật Thế nhưng mà trong trường hợp này nó là 3 x 2 mũ 4 tức là 3 x với 16. 3 x 16 là bằng 4, 48 đúng ạ. À. 48 cộng 1. Ồ, oh, bài toán đến đây là kết thúc rồi cả lớp ơi. Trong ngoặc này của chúng ta là 49 có đúng không ạ? À? Mà 49 thì đúng là con số chúng ta đang cần phải chứng minh luôn. Vậy đến đây ta có như sau. Vì 49 chia hết cho 49. Nên Biểu thức B của chúng ta chắc chắn cũng chia hết cho 49 Và đến đây các con đi đến kết luận cho thầy nhá Vậy B luôn Chia hết cho 49 Đấy các con thấy không Cái bài này thực ra nó có khó không cả lớp Cả lớp đến đây cả lớp Kết luận cho thầy cái dạng bài toán chia hết Chứng minh chia hết này là nó là dễ không Thật sự easy là dễ không thầy Easy ạ. thật chứ không phải là easy giả vờ nữa Đúng không Không bấy khi con lại sợ con lại nhầm dấu Ôi trời ơi Sao lại nhầm dấu được Nhầm dấu đó là một cái kỹ năng mà chúng ta học từ cấp 1 đi lên chứ không phải là kỹ năng lớp 6 đâu cả lớp ạ. À. Cộng, trừ, N nhân, chia. con cũng nhầm là cộng. Có thế ạ? À? À? <laughs> thế thì cả lớp nghe này, khi mà các con nhầm nó là dấu cộng thì các con phải tự đặt câu hỏi ra ơ nhỉ? Tại sao lại thầy lại yêu cầu chúng ta chiết cho 49 mà chúng ta lại cộng ra là 20 nhỉ? Hay là thầy sai nhỉ? Đấy, các con phải lúc đấy phải đặt ngay câu hỏi như thế. Sau đó bình tĩnh suy xét lại một tí. Chắc là thầy không sai đâu, đúng không? chắc là thầy không sai đâu Vậy thì chúng ta cần phải kiểm tra lại một lần nữa xem xem Nếu mà thầy mà chúng ta kiểm tra lại một lần mà chúng ta không sai thì như vậy chắc chắn thầy sai Mà nếu thầy sai thì khả năng không phải một mình các con phát hiện ra thầy sai đâu Mà có rất nhiều bạn sẽ phát hiện ra thầy sai đúng không? Khi đó là chúng ta phải kiện ngay đúng không? Khi mà thầy sai là lập tức phải kiện ngay Gửi đơn kiện ngay Được chưa? Chứ không thể nào mà để như thế được Nhưng mà khả năng thầy sai là rất thấp Đấy. được chưa? rồi chữa bài để chúng ta chuyển tới nội dung của bài số 2 việc chứng minh chia hết của biểu thức ở đây chúng ta sẽ cái việc bài nó ngắn ngắn như thế này thì tạm thời kết thúc ở đây bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài chứng minh chia hết nhưng dạng toán khá là quen thuộc thầy đã từng dạy các con rồi được không ạ? thầy đã từng dạy các con ở nội dung phần lý thừa rồi xin mời cả lớp chữa bài thật nhanh để chúng ta chuyển sang nội dung bài tiếp theo nào. <laughs> sau đó thì thầy có hướng dẫn cho một số các bạn có gửi cái câu hỏi đến cho thầy thầy sẽ hỗ trợ luôn nhé nếu đủ thời gian thầy sẽ hỗ trợ luôn <laughs> rồi xin mời cả lớp đến với nội dung của bài số 3 đầu bài như sau bài số 3 của chúng ta cũng là một bài nó chỉ là easy ở bài trên ý cả lớp thầy định nghĩa này bài trên này nó là easy viết theo kiểu như thế này ez không? À, ez nhưng mà ez viết thường viết tắt của từ e a s i -E. đây là từ tiếng anh nhá thầy cũng biết tiếng anh một tí không? À, nó là easy nhưng đây là viết thường còn bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung bài 3. nó phức tạp hơn một tí nhưng bài 3 này thì thầy gọi tên nó là easy nhưng mà viết hoa Đấy, được chưa <laughs> bài 3 của chúng ta như sau cho biểu thức c bằng uh, 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng 2 mũ 4 cộng chấm 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 cộng tới uh, 2 mũ 119 cộng 2 mũ 120 hãy chứng minh chứng minh C của chúng ta chia hết cho 14. Bài toán này lại là một bài toán thầy kết cam kết với các con luôn nó là bài easy nhưng easy viết hoa thôi, được chưa? Nào. Xin mời cả lớp. Thầy Hay. ơi, hãy giờ bài 3 là câu C bài 1 câu A, bài 2 câu D là B rồi. Vậy là bài sau thầy cho là X luôn đi thầy, cho nó đỡ liên quan ạ à, không liên quan ạ à. đây là thầy có một sự cố tình không hề nhẹ đấy bài một là a bài hai là b bài ba là c được không <laughs> lúc nào chúng ta làm đến cái chữ cái cuối cùng của bảng kiểu trương thì chúng ta nghỉ nhá được chưa có được không à? thầy cho nhảy một phát sạc ép luôn đi thầy <laughs> ok chứng minh cho thầy nào chứng minh c chết cho 14 vậy cần phải làm sao biểu thức c này xuất hiện thừa số 14 bốn nhân với một thằng em nào đó xin mời cả lớp hãy xử lý bài toán này cho thầy làm thế nào để xuất hiện được thừa số 14 đây nhỉ phức tạp quá các con ơi nào xin mời cả lớp ở trong bài toán này thầy có nốt cho các con một chút như sau các con hãy nhớ đến cho thầy này thứ nhất biểu thức c này của chúng ta là một biểu thức gồm có các số hạng và các số hạng ở đây cùng có một đặc điểm đó là đều là lũy thừa cùng cơ số là 2. Với số mũ tăng dần từ số 1, tăng dần lên đến 2 đến 3 đến 4, cả lớp nhìn nhá. 1 tăng đến 2, 2 đến 3, 3 đến 4 và kết thúc nó là 120. Vậy các con hãy tìm giúp cho thầy xem trong trường hợp này có bao nhiêu số hạng. Nào. Bước đầu Chắc tiên là rồi. có bao nhiêu số hạng trước đã? Vậy muốn tìm số hạng thì chúng ta sẽ lấy số mũ của thằng lớn nhất là 120. Trừ đi số mũ của thằng nhỏ nhất, tức là số cuối trừ số đầu đấy ạ. À. Chia khoảng cách cộng 1. Có một số bạn đã chia sẻ cho thầy là ở đây có 120 số hạng. Chẳng không biết là có đúng hay không. Thầy thì cảm thấy hình như chưa đúng hay sao ấy. Không biết là các bạn còn lại chia sẻ với thầy xem là cái dãy này có bao nhiêu số hạng à. đúng không, thầy ạ. Đúng rồi ạ đúng rồi mà à? ghi luôn rồi cho thầy dạ thế ạ à? không biết có đúng không nhỉ đúng rồi đúng dạ thế ạ à? à? <laughs> thầy dạo này đấy, đấy chỉ có mỗi là từ năm ngoài đến năm nay cách nhau có một năm thôi mà 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 gọi là trí nhớ kém hẳn luôn đi hả không Đã sai là chỉ có xong nếu mà sai à. thì nó không mấy chấm tự nhiên nó nhảy từ ví dụ là 2 mũ 25 nhảy sang một phước, 2 mũ 27 nên vậy ảnh. À thế ạ, thế ạ, ờ, ok, nhất trí. Không dạ vâng ạ. Ở đây là cái dãy số này là gồm toàn các lũy thừa cùng cơ số là 2 với số mũ là các số tự nhiên. Tăng dần một đơn vị từ số 1, số 2, số 3, số 4, kết thúc là 120. Vậy muốn tìm số số hạng ở trong trường hợp này lấy 120 là số mũ lớn nhất trừ đi số mũ nhỏ nhất ở đây là trừ đi số 1 chia khoảng cách là một cộng thêm một đơn vị vậy bằng 120 số hạng là chuẩn 100 và cả lớp nhớ cho thầy nhá số 120 này này chúng ta là phát hiện ra nó là một cái số khá đặc biệt số này chỉ có rất nhiều ước có rất nhiều ước vậy thì nó mà chia hết cho các số nào ấy thì có nghĩa là chúng ta có thể tách ra thành các Bộ số có rất nhiều các nhóm Mỗi một nhóm có thể như sau Có rất nhiều ước này Ở đây có bao nhiêu ước thì sẽ có bấy nhiêu cách tách Có 2 ước, 3 ước, 4 ước, 5 ước, 6 ước, uh, 8 ước, 10 ước, 12 ước Được không? Được chưa nào? 15, 20, 24, uh, 22 trước 20 các con thêm bổ sung thêm cho thầy là 20 này. À, đến 24 này, sau đó là đến 30 cả lớp nhá. Sau 24 là đến 30 bổ sung vào. 30 xong đến 40, đến 60 và cuối cùng là 120. Như vậy trước nó còn số 1 nữa, thích các con bổ sung thêm cho thầy. Vậy thì cái số 120 này có rất nhiều ước. Và khi có nhiều ước thì chúng ta nhớ đến việc là chúng ta có thể tách ra được thành các nhóm cả lớp nhớ cho thầy nhá. Có thể tách thành các nhóm cái này các con nốt vào cho thầy này. Đây là một cái dạng toán rất hay gặp đối với dạng toán lũy thừa và nâng cao. Tách thành các nhóm. Và mỗi nhóm mỗi nhóm có thể có 2 3 4 5 chấm 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 cho tới là 60 số các cái này là 60 số ạ. Được không các con? Cả lớp có hiểu được cái ý thầy đang trình bày không ạ? Các con cho thầy hỏi này, với cái việc chúng ta kiểm tra xem cái dãy này có bao nhiêu số hạng thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cách nhóm các số hạng lại với nhau. Sau đó thì chúng ta sẽ nhầm xem cách nhóm nào thì xuất hiện được thừa số 14. Cả lớp có hoàn toàn ok với cách thức này của thầy không? Ủa? Vậy bây giờ thầy hỏi cả lớp nhá Các con chỉ cần nhắn tin lên thanh chat cho thầy bài này cần phải ghép bao nhiêu số hạng với nhau để tạo ra được thừa số chung là thứ số 14 nào xin mời cả lớp thầy yêu cầu tất cả lớp phải comment lên thanh chat cho thầy bạn nào mà không comment lên được thì có nghĩa là bài này chưa biết làm nào xin mời các con hãy comment lên thanh chat cho thầy vậy chúng ta cần phải ghép bao nhiêu số hạng lại để xuất hiện được thừa số 14 nào Ok Đã nhận được rất rất nhiều con số Cùng một con số luôn đó là số 3. Đúng không ạ? Với việc mà đưa ra được kết quả là số 3 thì phải thầy phải kết luận là các con đã ok, đã hiểu bài, được chưa nào? Vậy bài này thầy xin phép trình bày bài toán này như sau. Nào, bài toán này thầy sẽ trình bày chi tiết luôn nhá, để các con coi như nó là bài toán làm mẫu này, ta có như sau, bài giải. Rất cảm ơn các con ạ. Các con đưa ra cho thầy đáp án đó là ghép ba số hạng lại với nhau là chuẩn luôn, rất chính xác rất tốt. Bài giải. Trong trường hợp này ta sẽ có một cái nhận xét như sau, nhận xét nho nhỏ cả lớp nhìn này, nhận xét nhá. Số số hạng của dãy là số số hạng của tổng C là ta sẽ lấy 120 trừ đi 1 chia cho 1 cộng với 1 thì thầy sẽ được là 120 số hạng. Được chưa các con? 120 số hạng. Như vậy đến đây ta sẽ có thể nhóm các số hạng, có thể nhóm các số hạng. À, theo à, nhóm có thể là theo nhóm này, gồm này. 2 hoặc 3 hoặc 4 chấm 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 hoặc là 60, được không các con? Cái này là các con nốt để gọi là biết cái cách thức thôi nhá. Chứ còn bài này thì không cần phải trình bày quá chi tiết như này Được chưa ạ Đến đây ta sẽ nghĩ đến việc là ta có Ta có này Biểu thức C của chúng ta viết lại một lần nữa 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 Cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 5 Cộng 2 mũ 6 cộng Cộng tới 2 mũ 119 Cộng 2 mũ 120 Chúng ta sẽ đi ghép 3 số hạng liên tiếp Lại với nhau Tại sao lại làm cái việc này là chúng ta dùng nháp Chúng ta nhầm như sau 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 Thầy sẽ nhầm ra được nó bằng là 2 cộng với 4 cộng với 8 3 thằng này lập tức xuất hiện Được thừa số 14 luôn Đúng chưa cả lớp Vậy nếu như chúng ta cứ tiếp tục Thực hiện cái quy tắc như thế này Ghép 3 số hạng với nhau Như vậy ở trên chúng ta vừa tìm ra được là 120 số hạng Vậy thì ghép như này thì sẽ được là Luôn luôn tạo ra thành được là 40 nhóm Mỗi nhóm có 3 số hạng với nhau Đúng chưa cả lớp Chuẩn chưa Như vậy cái việc mà chúng ta định hướng ghép 3 thằng lại với nhau Là hoàn toàn chính xác Vậy ghép 2 mũ 6 lại với nhau này 2 mũ 6 này Cộp lại nhá Cộng với chấm 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 Như vậy chúng ta sẽ đi cộng với thằng 3 thằng cuối cùng Đây là 2 mũ 120 Các con chỉ cần bình tĩnh nhìn lại như sau Thằng này quay ngược rồi lại một, một lần là 2 mũ 119 quay ngược thêm một đơn vị nữa vậy nó là hai mũ 118 đúng chưa cả lớp ơi vậy nếu mà hai mũ 118 thì đến đây xong rồi ta sẽ có được như sau cả lớp nhìn nhá cộng với này hai mũ 118 cho trong ngoặc cộng, cộng 2 với 119, mũ 119 cộng, cộng 2 mũ, mũ 120 mũ chính xác cho vào trong ngoặc cho nó nghe về nguy hiểm đúng không ba thằng này cộng lại với nhau ra 14 cộng với ba với... thằng Vậy. này đặt được thừa số 2 mũ 3 ra ngoài tiếp tục nhân 14 tiếp cộng với chấm 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 cộng với 2 mũ với 2 100 mũ 120 nhân với dạ không ạ, à, chỉ là 11... 2 mũ 117 thôi cả lớp ơi. Được chưa nào? 2 mũ 117 thôi. Ở trong ta sẽ có được là 2 mũ 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 để nó giống hệt những cái thằng phía trước đấy ạ. À. Ở đây các con viết chậm lại cho thầy cái này một tí nhá Như thế này để cho nó Thể hiện là mình rất là cẩn thận luôn này Nhân mở ngoặc 2 mũ 1 Cộng 2 mũ 2 Cộng 2 mũ 3 Đấy. Đúng rồi Ok đến đây thì chắc chắn là Không một bạn nào không ok đúng không 14 này thầy nhân thêm một cho vui À này thì nhân thêm một cho vui Đến đây ta có Đặt thừa số 14 ra ngoài 14 cộng với 1 cộng 2 mũ 3, 2 mũ 3 Cộng vân vân cộng 2 mũ 117 Đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ thầy hỏi cả lớp một chút này, không biết là sau cái thằng 2 mũ 3 này là hai mũ mấy nhỉ? Thầy Theo 3 2 mũ 4. Theo cả lớp cho thầy hỏi là đến sau hai mũ 3 này là hai mũ mấy nào? 2 bây 4. giờ ở đây thầy sẽ cho các con nhìn thấy quy luật nhá. Thằng này nó là hai mũ 0 này. Một là hai mũ 0, như vậy đến đây là 0 đến 3, 3 thì đến mấy đây cả lớp ơi? Có nhìn thấy là đến đây là số 6 không? Ủa. Như vậy đến cái thằng cuối cùng là hai mũ 117 này này Các con nhìn này, tất cả các số mũ này Đều là các số chia hết cho ba đây cả lớp ạ à. Được gọi tên nó là tập hợp các bội của ba Được chưa? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 vân 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 Đến 114 và cuối cùng là 117 Vậy đến đây ta có như sau Vì Vì 14 chia hết cho 14 Chính xác 14 chia hết cho 14 Nên À, không có lý do gì khác mà lại không chết cho 14 cả. Oh, sorry, sorry, sorry. C. C, 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 c. <cười> <cười> xin lỗi cả lớp. C. Vậy đến đây, chúng ta đi đến kết luận cuối cùng. Vậy, biểu thức C, c của chúng ta mình. luôn chia hết cho 14 cả con, các con nhá Luôn chia hết cho 14. Ok, xin mời cả lớp chữa bài này. Nếu như các con không có câu hỏi nào dành cho thầy, cả lớp chữa thật nhanh. Sau đó, thầy dành cho các con thời gian nghỉ giải lao để chúng ta nghỉ giải lao xong thì sẽ quay trở lại với các bài tập easy nhưng mà easy to hơn easy trên nhá được chưa rồi cả lớp hãy dành thời gian nghỉ giải lao cộng với 2 phút chữa bài đúng 7 giờ 10 chúng ta sẽ quay trở lại với phòng học của chúng ta các con nhá 7 giờ 10 xin mời các con rồi xin mời cả lớp hãy nghỉ ngơi các con hãy đi nạp năng lượng nếu các con cảm thấy hơi đói ok con nghỉ ngơi đi nhé sau đó chúng ta sẽ đến một số những cái bài nó đặc biệt hơn một chút nghỉ đến bây giờ đấy thầy Aye

Ok, thầy xin mời tất cả các con quay trở lại với buổi học của chúng ta nào. À chúng ta sẽ học đến uh, 8 giờ kém ạ. À. Được không ạ? À? Đến 8 giờ kém. Rồi xin mời cả lớp hãy đến với nội dung của bài số 4 cho thầy nào. Bài số 4 này của chúng ta bắt đầu hơi đặc bằng biệt hơn một chút. Ơi. Dạ. X bằng x thầy ơi. À bài 4 là x bằng cái gì cái gì? Nó lại không phải bài 4 nó, nó không phải là x bằng cái gì mà là à tìm hai số nguyên x, y, đấy, được chưa? Tìm hai số nguyên x và y biết bài toán này thì có thể một số bạn đã biết một số bạn chưa biết vậy bây giờ chờ thầy thầy sẽ lấy đâu bài nhá thầy sẽ lấy đích thị bài tập luôn của một bạn đã nhắn tin hỏi thầy luôn này vậy thầy có một bạn nào đấy bạn ấy nhắn tin hỏi thầy bạn là minh minh Đức à? à OK đây, đầu bài của chúng ta đây. Thầy sẽ copy nguyên cái đầu bài này lại được không ạ? Nó là nội dung bài số 10 của bạn ấy nhá. Thầy sẽ hướng dẫn cho các con. Ở đây thì đầu bài này nó đề là tìm nghiệm nguyên, cả lớp có đồng ý không ạ? Đầu bài thì viết là tìm nghiệm nguyên. Nhưng thực chất các con có thể hiểu đơn giản đó là hãy đi tìm hai số nguyên x và y thỏa mãn hai cái câu A và câu B này. Câu A này sẽ có một kết quả tương ứng này, câu B có một kết quả tương ứng, được không ạ? Vậy bây giờ thầy hỏi cả lớp này. Đối với nội dung của cái bài tập như thế này thì các con đã được thầy cô giáo trên trường hướng dẫn chưa? Thầy xin hỏi là trong lớp chúng ta các con có được thầy cô giáo trên trường hướng dẫn cái dạng bài tập này không? Đây cũng là dạng bài tập nâng cao, cũng thường hay xuất hiện ở trong câu 10 điểm đấy ạ. Tất nhiên là nó chưa phải là quá khó, đây chưa phải là quá khó nhá. Nhưng mà nó cũng có thể rơi vào dạng bài tập 0,5 điểm nâng cao. Được không ạ? À, như vậy là ngay kể cả một số bạn 6A2 cũng chia sẻ với thầy là chưa từng gặp bao giờ cả. Ôi căng quá nhở. Ô thế mà nếu mà thi mà gặp vào bài này thì coi như là là chúng ta hẹn nhau không gặp lại à? à. <laughs> Được chưa? Ok. Vậy bây giờ các con hãy xem xem bình tĩnh thầy chia sẻ bài toán này như thế nào nhá. Thầy sử dụng một nguyên tắc đó chính là phương pháp đặt gạch mà sư phụ nghĩa đã dạy cho chúng ta vậy các con hãy bình tĩnh quan sát xem thầy xử lý bài toán này như thế nào nhá ok trong lớp rất nhiều bạn chia sẻ với thầy là chưa từng nhìn thấy bài này bao giờ thì tốt thôi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được chưa nào nào ok xin mời cả lớp hãy bình tĩnh quan sát xem bài toán này thầy xử lý nó như thế nào thực sự mà nói nếu các con biết cách rồi thì nó không khó đâu các con ạ à. bài này không phải là bài khó đâu cả lớp nhìn nhá ở đây các con hiểu nó là tìm hai số nguyên x và y vậy thầy sẽ tận dụng cái giả thiết mà đầu bài đã cho này đây là một giả thiết cực kỳ quan trọng thầy sẽ viết lại một lần nữa cho cả lớp nhìn nó rõ ràng hơn cả lớp quan sát 2 x y 2 x này trừ đi 4 x này cộng với y này bằng 7 cả lớp cho thầy hỏi này Bình tĩnh bây giờ các con hãy quan sát cho thầy nhé Bài toán này thực chất là nó có phương pháp nó ấy Nó có phương pháp xử lý các con ạ Và cái phương pháp của nó có tên gọi là như sau Cả lớp nhìn phương pháp này Nó có hẳn phương pháp bản hỏi Và nếu như các con đã được tên nghe tên cái phương pháp rồi Thì chắc chắn các con sẽ xử lý được ngay thôi Phương pháp ở bài toán này gồm có Phương pháp nó là sử dụng phương pháp đặt gạch Cả lớp nhớ nhá Phương pháp ở đây là sử dụng phương pháp đặt gạch Nó giống hệt như đặt gạch mà sư phụ nghĩa dạy cho chúng ta ấy Tuy nhiên, cái phương pháp đặt gạch này có biến tấu đi một chút biến tấu như sau thứ nhất này bước một này bước thứ nhất nhá bước thứ nhất đó là làm xuất hiện thừa số chung hay còn gọi nó là đặt thừa số chung đặt thừa số chung đặt thừa số chung thầy xin hỏi cả lớp các con hãy cho thầy biết ở cái đầu bài của chúng ta ở bên tay trái này thì các con có phát hiện ra được có hai thằng nào có xuất hiện thừa số chung hay không xin mời cả lớp nào với cái ở bên tay trái này của chúng ta thì cả lớp cho thầy hỏi các con có phát hiện ra được là đang có hai thành phần nào ghép lại với nhau để xuất hiện thừa số chung hay không xin mời cả lớp Ok, bạn Phương Hà có gửi cho thầy Không biết là ảnh này là ảnh gì đấy nhỉ Phương Hà nhỉ Phương Hà ơi, con gửi cho thầy cái ảnh gì đấy ạ à? Con vừa mới thì giải con lỡ tay con ấn nhầm vào phần participant tự dưng con thấy đó, mấy bạn đặt tên không đúng rồi ạ yeah. <laughs> uh, ok, một số bạn chia sẻ cho thầy Rồi không sao Một số bạn chia sẻ cho thầy là có thể đặt được thừa số chung x và y Tuy nhiên ý, thì trong trường hợp này thầy hỏi cả lớp nhé Các con hãy quan sát giúp thầy xem Cái thằng đầu tiên này có thành phần chứa x Đúng không cả lớp Nhưng ngoài x ra thì nó còn có một cái thừa số nữa mà ghép được cái với thằng đứng ngay sau nó đó là thừa số mấy nhỉ cả lớp nhỉ thừa số x ở đây này các con có nhìn thấy thừa số x rồi đúng không chuẩn được thừa số x rồi nhưng còn một thừa số nữa mà nó có thể đặt ra được thừa số chung nữa vậy nó là thừa số mấy cả lớp các con có phát ừ. hiện ra còn thừa số mấy ừ. nữa ừ. đúng số rồi 2 ạ. chính xác nó còn thừa số 2 hai ở đâu nó chính là lấy từ số 2 này và từ số 4 này đều có thể tách ra được thừa số 2 đúng không cả lớp Vậy bây giờ các con hãy bình tĩnh quan sát thầy xử lý nhá. Ở đây thầy xin phép là đặt gạch và viên gạch của chúng ta trong trường hợp này xuất hiện bằng cách đặt thừa số chung ở bước đầu tiên. Thừa số chung đó là 2x. 2x ở đây cần phải nhân với bao nhiêu nữa thì nó được cái kết quả là cái chính là cái phép nhân ở bên trên nhỉ cả lớp nhỉ? 2x nhân với bao nhiêu đây? Ở đây nó là 2xy tức là 2 nhân x nhân với y đúng chưa các con như này này nếu bây giờ thầy đặt được 2x ra ngoài rồi thì thằng này nó còn nhân với thằng nào nữa cả lớp 2x chính là thằng này vậy nó còn nhân với cái gì nhỉ có phải nhân với y không cả lớp đúng không các con chuẩn chưa chuẩn chưa nghe tiếp này nghe tiếp này thế còn cái thằng 4x này thì thầy sẽ làm xuất hiện bằng cách là thầy sẽ đặt 2x ra ngoài các con nhìn thầy đặt nhá 2x này nhân với y này trừ đi này 2x này nhân với 2 này Đấy. cộng với y hạ nguyên xuống này bằng 7 hạ nguyên xuống này vậy đến đây chắc tất cả lớp không có một bạn nào không phát hiện ra được là xuất hiện được thừa số chung đó chính là thằng này được chưa các con vậy thầy sẽ đặt thừa số 2x ra ngoài làm thừa số chung nhá vậy 2x mà đặt thừa số chung thì trong ngoặc còn lại gì nào thầy xin mời bạn tuệ minh nào tuệ minh cho thầy hỏi 2x đặt ra ngoài thừa số chung rồi trong ngoặc còn cái gì mà còn y còn 2 với y với hai đúng không con à. đúng rồi nhưng dấu ở giữa nó là dấu gì nhỉ các con nhỉ tụi minh nhỉ đúng rồi chuẩn luôn uy tín đấy đó chính là y trừ hai được chưa vậy ở bước tiếp theo này thầy sẽ tiếp tục hạ cộng y xuống cộng 7 ở bên tay phải hạ xuống cả lớp hãy chú ý này bước này là bước quan trọng nhất của bài toán này bước này là bước quan trọng nhất của bài toán này sau khi chúng ta đã thực hiện thành công bước đầu tiên đó là đặt thừa số chung ở đây chính là thừa số chung 2x được chưa các con thì bước tiếp theo của chúng ta đó được gọi tên đó là làm xuất hiện thừa số chung tiếp theo làm xuất hiện nhá làm xuất hiện thừa số chung tiếp theo thừa số chung tiếp theo Vậy thừa số chung tiếp theo ở đây là như thế nào? Cả lớp hãy nghe thầy giảng giải này. Thừa số chung tiếp theo. Vậy ở trong trường hợp này, thầy hỏi cả lớp nhá Cái thằng ở đằng trước này các con có phát hiện ra được đây chính là viên gạch của chúng ta không cả lớp ơi? Viên gạch đây là Y 2. Đây được gọi nó là Z I ơ gạch này. Z I ơ gạch. Vậy nếu đây là viên gạch của chúng ta thì làm thế nào để xuất hiện được viên gạch ở phía sau nhỉ cả lớp nhỉ? Đây mà là viên gạch thì làm thế nào xuất hiện được viên gạch ở phía sau nhỉ cả lớp nhỉ? Các con có nhìn thấy là cái viên gạch ở phía sau nó gần đầy đủ giống như viên gạch ở phía trước không? Vậy làm thế nào để xuất hiện được viên gạch đây cả lớp ơi? Làm thế nào nhỉ? Viên gạch của thầy là yeah, y, -2. y 2. Vậy ở đây có thằng y rồi, vậy chúng ta phải bớt đi bao nhiêu đơn vị để nó xuất hiện viên gạch giống như viên gạch ở phía trước? Cả lớp bớt đi 2. À. Đúng rồi. Vậy thầy sẽ viết như thế này, không biết cả lớp có ok hoàn toàn không này, cả lớp nhìn này. 2x 2x, 2x như này, 2x nhân với X 2, nhân với X 2, y 2 y 2 cái bình tĩnh y, y 2. Đúng Còn rồi. y 2 bằng 5 ạ. À ok, bình tĩnh bình tĩnh nhá, thầy sẽ làm thật chậm rãi để cho bạn nào nhìn cũng phải hiểu này. Cộng với Bình tĩnh nhá, thầy sẽ xóa cái màu xanh này đi, bởi vì cái lúc nãy là thầy đã hướng dẫn thì các con đo... ok hết rồi. Vậy viên gạch Y 2 ở đây chúng ta tiếp tục đóng mở ngoặc. Được chưa? Nhưng nếu mà trừ 2 ở bên tay trái này ý, thì có nghĩa là chúng ta đang bớt đi hai đơn vị ở bên trái. Vậy thì bên tay phải cũng vậy, cũng phải bớt đi hai đơn vị, vậy là cũng là 7 trừ 2. Cả lớp cho thầy hỏi bước này cả lớp có ok 100% không? Nào, xin mời các con. Thầy xin hỏi cả lớp là bước này các con có ok 100% không? trong lớp có những bạn nào mà cảm thấy bước này chưa hiểu cho thầy xin một cái mặt khóc nào đây là thầy đang nói là những bạn nào chưa hiểu nhá thì cho thầy một mặt khóc đây là bước quan trọng nhất của bài toán này nào cả lớp có hiểu được bước này không ạ à? ok có bạn gửi cho thầy mặt khóc rồi tốt cái việc chưa hiểu là cái chuyện hết sức bình thường nào, nào ok phương hà chưa hiểu rồi cứ bình tĩnh bình tĩnh của thầy ấy con tưởng đấy mặt cười chứ đâu con vừa gửi cho thầy cái hình mặt khóc có thấy thấy nước mắt nó chảy ra con mà thấy mặt cười mà thầy Thế ạ đây là nếu đúng ra thì nó gọi tên nó là cười ra nước mắt không đây 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 nha đây nha thầy sẽ uh, lấy cái cái biểu tượng của bạn Phương Hà nhá bạn Phương Hà bạn ấy gửi cho thầy cái biểu tượng này thì các con cho thầy hỏi đây là chẳng có phải là cười ra nước mắt không đây 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 à, cả lớp cho thầy hỏi đây có phải là cười ra nước mắt không cười thật cũng có cái 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 hình cười thật thế nhưng mà bên cạnh đó là nước mắt vẫn tuôn ra, đúng không? Con Đây. tưởng đấy là cười chứ thầy sao lại khóc là như thế nào? Đây gì? Vâng, cười có mà thầy. thầy. Cười nhưng mà có nhìn thấy nước mắt nó tuôn ra hai bên không? Chắc à? đấy mồ hôi chứ thầy. Mồ hôi à? <laughs> ok, vậy baby cả lớp bình tĩnh nhá, bình tĩnh này, bình tĩnh này không sao. nhưng bạn nào chưa hiểu thì các con cứ bình tĩnh xem thầy sẽ xử lý bài toán này chậm rãi hơn một tí nữa được chưa đừng lo lắng kệ nó cái chuyện các con chưa hiểu nó là chuyện bình thường Giảm một cái mà là hiểu luôn thì bản thân các con thế thì có nghĩa là các con xứng đáng học ở lớp A1 đấy chứ không phải là học ở lớp B với lớp A2 nữa đâu hiểu không nào bài toán này mà nghe một lần hiểu luôn thì xứng đáng học A1 luôn chắc chắn đấy vậy đến đây cả lớp nhìn nhá thế nó lại này ở đây là chúng ta có mục tiêu cực kỳ rõ ràng đó là phải làm xuất hiện viên gạch y 2. cả lớp nhớ rõ chưa? Cần phải làm xuất hiện viên gạch y 2. Vậy xuất hiện bằng cách nào? Thầy phát hiện ra được ở thằng đằng sau này của chúng ta là có thành phần y. Vậy chúng ta sẽ nếu như bớt hai đơn vị ở cái thằng này đi thì chúng ta sẽ lại lấy y là y 2. Được không các con? Chuẩn đúng không ạ? À? Phải là y 2 nhá. Thế nhưng mà nếu mà như thế thì thầy sẽ làm nó như sau Thầy sẽ làm chậm lại các con nhìn thế này Các con sẽ dễ hiểu hơn một tí này Nếu như thằng này trừ đi hai Thì chúng ta phải cộng giả lại hai đơn vị cho nó Thì như vậy ở bên tay trái hoàn toàn là giữ nguyên đúng không? Vẫn bằng 7 Vậy đến đây cái thằng hai này thầy chuyển nó sang bên tay phải Chuyển vế thì phải đổi dấu Vậy vứt số 2 này đi thì lập tức chuyển sang bên này thành là 7 trừ 2 Và thầy sẽ xóa cái thằng này đi Vậy bây giờ cả lớp đã hiểu tại sao thầy lại có là bằng 7 -2 ở bên tay trái chưa nào cả lớp có một số bạn cảm thấy khóc ở phần này các con chỉ quan sát lại cho thầy xem đã ok 100% chưa được học ạ rồi ok vậy đến đây cả lớp bình tĩnh này vậy cả lớp có phát hiện ra được cái thằng bôi vàng này của chúng ta là viên gạch y chữ 2 nó đã xuất hiện ở cả đằng trước và cả đằng sau không Vậy rồi. thầy sẽ nhân thêm một và cho vui nào nhân thêm một cho vui và cho thầy đi Vậy bây giờ chúng ta sẽ đặt được cái thằng nào ra làm thừa số chung nhỉ? Tùng Lâm ơi con ừ. con, con cứ hỏi đi ạ à. Việt Hải ơi con hỏi đi Con bật mic lên Ồ Cả lớp cho thầy hỏi là Các con nghe tiếng nó có rõ không? Có Các bạn nghe vẫn tốt Tùng Lâm ạ à. Không Tiếng các bạn chia sẻ cho thầy là tiếng vẫn rất tốt Tùng Lâm ạ, có khả năng là máy của con lại đang có lỗi về đường truyền rồi. Đấy các bạn đi đều chia sẻ với thầy là là nghe rất rõ mà. Khả năng cao là máy của Tùng Lâm là chắc là con đang bị uh, mạng đang bị vấn đề gì đấy con ạ. Thế ạ. À? Uh, bạn Tùng Lâm bảo là tiếng rất là à lạ quá nhở? Tiếng của thầy rất bình thường con ạ. rồi ok vậy thì uh, thầy uh, Tùng Lâm có thể uh... à bây giờ con nghe tốt rồi gì đấy khả năng cao là do là cái cái đường truyền mạng của con lúc thì nó đang có một chút uh, bị trễ đấy được không nào ok nhá rồi vậy nghe tiếp này thầy nói lại này để xuất hiện được viên gạch y trừ hai của chúng ta thì ta sẽ phải bằng cách đó là bớt đi hai đơn vị thầy sẽ viết là y trừ hai thế nhưng mà bên trái trừ hai đơn vị thì bên phải cũng phải trừ hai đơn vị vậy đến đây ừ. chúng ta nhân thêm một cho vui vào Vậy sẽ đặt được thừa số y chứ 2 làm y. thừa số chung được y. chưa cả lớp? Được. Ừ. Nhân với còn lại thằng Bên nào 1. đặt vào đây đây, thằng nào đặt vào đây? 2x, 2x cộng 1 ạ. Đúng rồi. Đó chính là hai thành phần còn lại của chúng ta, đó là một thằng là 2x và một thằng thì đó là dương 1 cộng lại với nhau bởi vì đây là dấu cộng hạ xuống vẫn là cộng. Hai thằng đúng này nhân với nhau và bằng 7 chứ 2 là bằng 5. Ừ. Cả ừ. lớp có ok 100% chưa? Được. Nếu bạn nào mà đến đây mà hiểu rồi thì thầy chúc mừng các con. Thực sự là các con đã nắm được cái phương pháp xử lý bài toán này rồi đấy ạ. Được không ạ? Bài toán này chỉ có dùng đúng là một phương pháp duy nhất đó là phương pháp đặt gạch. Và chúng ta phải đặt gạch hai bước, có nghĩa là gì? Làm xuất hiện thừa số chung ở hai bước liên tục. Bước đầu tiên là các con nhìn thấy thừa số chung nào thì lập tức xuất hiện nó ngay. Sau khi xuất hiện được bước thừa, thừa, thừa số chung ở bước 1 thì chúng ta sẽ làm xuất hiện thừa số chung ở bước số 2. Cả lớp nhớ nhá. Đây chính là khẩu quyết của bài toán này. Làm xuất hiện thừa số chung hai bước liên tiếp. Vậy đến đây cả lớp nhìn thấy trình bày này. Ta có cả lớp nghe nhá, xem có hiểu không này ta có y x và y thuộc y Z. Thuộc Z. Tức là x y là các số nguyên nên khi nên chúng y ta y lấy y 2 tức là một số nguyên trừ đi 2 đơn vị và 2x cộng 1 tức là số nguyên nhân với 2 sau đó cộng thêm một đơn vị. Các con có đúng. hoàn toàn ok với thầy hai thằng này cũng thuộc Z không cả lớp ơi? Ủa? Có thuộc Z không? Ủa? Chắc chắn thuộc Z đúng không? Chuẩn chưa? Được. Hai thằng này chắc chắn thuộc Z bởi vì sao nhỉ? X thuộc Z thì chắc chắn là x nhân với hai đơn vị lên nhân với hai lần lên cộng thêm một cũng thuộc Z. Thế còn y này của chúng ta bớt đi hai đơn vị chắc chắn cũng thuộc Z. Được chưa cả lớp? Đến đây thì bài toán gần như là xong rồi cả lớp ơi. Nào, nghe nhá. Đến đây ta có như sau này. Ma Ma y, y 2 chữ 2 đóng ngoặc nhân 1. với 2x cộng 1 bằng 5. Là bằng 5. Suy Thế ra Thế thì tích của hai thằng này mà lại bằng 5 cho nên ta suy ra được điều gì? Cả lớp y còn nhớ 2, không nhỉ? y chữ 2 và 2x cộng 1 là ước của 5, tổ ước của Trời 5. Luôn. Suy ra y trừ 2 và 2x cộng 1 của chúng ta sẽ phải là phải là ước của 5, phải là ước của 5 được chưa các con ơi? Mà ước của 5 ấy thì có nghĩa là dẫn tới y trừ 2 chấm phẩy 2x cộng 1. Hai thằng này sẽ thuộc tập hợp ước của 5 cả lớp ạ. À. Và ước của năm của chúng ta ấy Thì sẽ gồm có các thành phần như sau Ở đây cộng cả lớp một, nhớ năm. Đó chính là các ước phải là ước nguyên Vừa dương vừa nguyên âm luôn các con nhé Được chưa nào Có thể là ước nguyên dương Cũng có thể là ước nguyên âm Vậy đến đây chúng ta sẽ có được là gì Là cộng một, ước cộng của cộng năm, năm sẽ là gồm các phần tử Đó chính là âm 5 Âm 1 Dương 1 Và dương 5 Được không các con Đến đây thì cả lớp có biết là chúng ta cần phải làm bước cuối cùng là gì không? đó lập bảng. chính là lập bảng được chưa nào? các con hãy bình tĩnh quan sát xem cách thức lập bảng của thầy nhé. không không quan trọng đâu ạ. À. các con cứ bình tĩnh. bởi vì là các con không cần phải một phát nghe một cái hiểu ngay đâu. cái bài này các con có thể làm hai đến ba bài sau đó các con mới hiểu được khoảng độ tám 90 phần trăm. thế là thầy đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng rồi. được chưa nào? ok, bình tĩnh này. Tại sao thầy lại kẻ bảng nó nhiều ra như thế này Cả lớp bình tĩnh nhá Thầy có mục đích Thầy có mục đích Thầy sẽ hướng dẫn cho các con tại sao lại có cái mục đích như thế này Cái bảng này của chúng ta phức tạp hơn cái bảng lập bảng của cái giai đoạn trước một chút Đó là như sau Cả lớp nhìn này Ở trên này chúng ta đã kết luận được là cái thằng này là y 2 Và 2x cộng 1 đây đều là thuộc tập hợp ước của 5 được không các con đều là ước của 5 như vậy chúng ta sẽ điền hai cái thằng này vào y 2 2 x cộng 1 chúng ta sẽ điền bằng cách nào thứ nhất là chúng ta sẽ điền thằng y 2 này chọn lựa nó là nhận giá trị bằng âm 5 Đồng bởi 5. vì là hai y 2 có phải là ước của 5 thì có phải là đây chính là ước của 5 là giá trị bằng 5 đúng không các con Vậy cả lớp nhìn Hai thằng này nhân với nhau y trừ 2 nhân với 2x cộng 1 thì bằng dương 5 ở trên nhé. Cả lớp nhìn này. Thế mà một thằng thì bằng âm 5 rồi. Vậy thằng còn lại lập tức sẽ được nhận giá trị phải là âm 1. Cả lớp có hiểu được bước này của thầy không? Là bởi vì như sau. Trừ 5 nhân với trừ 1. Đây là phép nhân của hai số nguyên âm nhân với nhau. Hai thằng này có phải bằng dương 5 không cả lớp? Quy tín chưa? Đây là phép nhân của hai số nguyên âm. Thì thầy Nghĩa, sư phụ Nghĩa đã dạy cho chúng ta rồi. Ok không các con? Chuẩn chưa? Trường hợp tiếp theo này. Y 2 của chúng ta mà nhận giá trị bằng âm 1. Vậy thầy sẽ hỏi một bạn xem là các con, một bạn nào trong lớp trả lời giúp thầy nhé. Xem xem trong trường hợp này 2x cộng 1 phải nhận giá trị bằng bao nhiêu. Thầy xin mời bạn, thầy xin mời bạn anh Dũng nào. Xin mời anh Dũng hãy hỗ trợ thầy. Trong trường hợp này nếu như y 2 mà bằng âm 1 rồi, thì thằng âm 1 này cần phải nhân với bao nhiêu để bằng được kết quả là dương 5 nhờ anh Dũng nhờ anh Dũng điền giúp cho thầy xem cái thằng này là bao nhiêu vào cái chỗ ô vuông này được không con thầy là âm 1 nhân với âm 5 ạ à chuẩn luôn ok chính xác chúng ta cần phải lấy âm 1 nhân với âm 5 thì kết quả mới bằng dương 5 được vậy lập tức điền âm 5 vào đây Đấy. nào các con đã hiểu được hoàn toàn bước này chưa tiếp tục nhá Lấy y trừ 2 ở đây chúng ta lấy giá trị bằng 1 Thì 1 nhân với bao nhiêu bằng 5 nhỉ Không còn cái kết quả nào khác Chắc chắn phải bằng 5 Ở đây nếu thằng trên này bằng 5 Thì thằng dưới này chắc chắn phải bằng 1 Bởi vì hai cái thằng này Chúng ta sẽ phải lấy kết quả nhân của hai thằng này lại với nhau Cùng ra kết quả là bằng 5 Bởi vì đây được gọi là cặp hai số nguyên Nhân với nhau để được kết quả bằng 5 Được chưa các con Đến đây thì chúng ta bình tĩnh đi tìm xem Y bằng bao nhiêu và Z bằng bao nhiêu điền y vào đây thấy xin lỗi x. y và x chứ y và x sorry các con y trừ 2 mà bằng âm 5 vậy y sẽ bằng chữ 5 cộng 2 vậy thằng này sẽ lập tức bằng âm 3. 1, 3 được chưa nào y trừ 2 bằng âm 1 thì thằng này sẽ bằng là 1 1 1, 1, 1, 1, 1. chính xác uy tín y trừ 2 bằng 1 thì lập, lập tức bằng 3, 3. y trừ 2 bằng 5 thì vậy thằng này đó. lập tức bằng 7 Ôi, uy tín luôn thế còn ở đây ta có được 2x cộng với 1 thì nhận giá trị bằng âm 1. Vậy lấy âm 1 trừ đi 1. Các con bình tĩnh làm cho thầy như sau nhá 2x cộng 1 bằng âm 1 này. Vậy đến đây 2x sẽ bằng là trừ 1. Trừ đi 1 đơn vị từ bên này chuyển sang. Vậy 2x sẽ bằng âm 2. Vậy x sẽ bằng âm 1, 2 chia cho 2. Vậy nó bằng 1. trừ 1. Vậy điền trừ 1 vào đây cho thầy. Được chưa cả lớp? Hoàn toàn tương tự. Lấy trừ 5 mà trừ đi 1 là trừ 6. Trừ âm 6 chia cho x, 2. Vậy x, đây x, là âm 3. 3. Chính xác. Âm 3. 5 trừ đi 1 3. 1 thằng này bằng 2. À, còn, bằng 2. 2 còn, này, còn 2 2. 1 trừ đi 1 thằng này là còn lại à, bao nhiêu? Không ạ? À, à, chỉ còn đúng cái nịt được chưa? Vậy trong bài toán này xin mời cả lớp có bao nhiêu kết quả X, Y tương ứng cần tìm đây ạ? À? Cả lớp ơi. Có tí bao nhiêu đáp à, 4. Đúng bốn. rồi. Ở đây chúng ta có 4 giá trị của x tương ứng với 4 giá trị của y. Vậy các con đi đến kết luận cuối cùng cho thầy. Vậy, cặp số X, Y cần tìm trong trường hợp này đó chính là có các cặp số sau. Âm 1 là X đặt trước, âm 3 đặt sau. À, âm 3 đặt trước, dương 1 đặt sau. 2 đặt trước, 3 đặt sau. 0 đặt trước, 7 đặt sau. Vậy đây chính là 4 kết quả cặp X, Y cần tìm của chúng ta. Nào. Xin mời các con cho thầy hỏi Cả lớp có hiểu được khoảng 70% của bài toán này không? 70% thôi cũng là điều rất là đáng mừng rồi Nào, cả lớp cho thầy 65 hỏi 65% ừ. ạ À thế ạ, à, 65% thôi cũng được Tạm được không? <laughs> Được chưa? Đây được gọi tên là một bài toán tìm giá trị ích y nguyên Được chưa nào? À, các con bình tĩnh xem thầy giảng giải lại một lần nữa nhá không cần phải vội vàng đâu ạ, à. cứ bình tĩnh quan sát thôi. Đây là một bài toán rất hay đấy các con ạ, à. đây là một bài toán rất hay. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được bản chất của bài toán số nguyên. Nếu như x y nguyên thì rõ ràng là y trừ 2 của chúng ta và cái thằng 2x cộng 1 này chắc chắn nguyên luôn, cả lớp có ok hoàn toàn không? Hai thằng này mà nguyên rồi thì khi nhân với nhau chúng ta sẽ ra được cái năm này là một số nguyên. Vậy mỗi một thành phần thừa số này chắc chắn phải là số nguyên. Vậy dựa trên cái ý tưởng này thì người ta sẽ làm xuất hiện các thừa số chung nhân với nhau. Vậy bước đầu tiên cả lớp quan sát thầy sẽ lý giải lại từ đầu luôn này. Các con bình tĩnh nhá. Chờ thầy một chút, thầy sẽ lý giải cho các con từ đầu luôn. Ở cái thành phần đầu tiên của chúng ta ấy, thầy phát hiện ra được là chúng ta có 2x xuất hiện ở cả thằng đầu tiên và 2x xuất hiện ở cả trong thằng này. Vậy lập tức nghĩ đến việc đặt thừa số 2x làm thừa số chung. Vậy thầy làm xuất hiện thừa số 2x bằng cách như sau. Các con có phát hiện ra 2x đây của chúng ta không? Nhìn thấy chưa? Vậy 2x làm thừa số chung, ta đặt 2x ra ngoài. Trong ngoặc còn lại là y đặt vào đây, 2 đặt vào đây. Vậy ta còn lại là y 2 đóng mở ngoặc. Vậy cái thằng y 2 này được gọi tên là thừa số chung ở bước thứ nhất và nó chính là gợi ý để giúp chúng ta làm xuất hiện thừa số chung ở bước thứ hai cả lớp nhớ chưa nào 2x chính là gợi ý để làm xuất hiện thừa số chung ở bước tiếp theo vậy muốn xuất hiện được y trừ 2 thì chúng ta sẽ phải lập tức làm sao lấy y ở đây trừ đi hai đơn vị vậy bên tay trái trừ 2 đơn vị thì bên tay phải cũng trừ 2 đơn vị vậy đến đây ta có được là y trừ 2 đóng ở ngoặc nhân 2x cộng 1 đóng ở ngoặc bằng 5 và đến đây bước tiếp theo của chúng ta đó chính là đi xét các trường hợp xảy ra được không các con? rồi ok bài toán này là một bài toán rất rất hay các con ạ, à. xin mời cả lớp hãy chữa bài toán này vào trong vở giúp thầy nhá hãy chữa bài toán này vào trong vở giúp thầy, thầy chỉ cần các con nắm được 70% thôi đó là thành công được chưa? rồi xin mời cả lớp chữa bài toán này vào trong vở cho thầy, sau đó chúng ta sẽ đến một cái bài toán thứ hai để giúp cho các con hiểu nó kỹ càng hơn, xin mời cả lớp chữa bài cả lớp ơi các con chữa thật nhanh nhá sau đó thầy ok thầy sẽ kéo xuống bên dưới đây cho con đây thầy sợ là nó vậy các con chưa kịp chữa phần trên mà thì thầy kéo lên phía trên ở cái câu b ấy, đây là đây là một cái bài tập mà bạn 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 minh đức có gửi cho thầy thì thầy phải chia sẻ là bài này là bài hay được không ạ là bài hay đấy là cái thứ nhất này thứ hai là ở câu b nó là một câu phức tạp hơn hẳn câu a vậy thì tí nữa các con hãy bình tĩnh xem thầy xử lý nó như thế nào nhá nếu như các con xem mà các con hiểu được cái ý tưởng xử lý của nó ấy, thực sự là các con đã tiến bộ hơn rất rất nhiều đấy được chưa à, xin mời cả lớp chữa bài thật nhanh sau đó là thầy sẽ hướng dẫn các con câu b OK rồi thầy ơi bài tiếp đi thầy. Dạ vâng ạ. Đây ạ OK thầy sẽ ấy giờ đây. Nào cả lớp nhìn nó thầy cái bài này. Thầy phải nói luôn với các con là cái câu này là câu khó phức tạp hơn hẳn câu A luôn. Tại sao lại như vậy? Thì các con hãy bình tĩnh cùng thầy xem xem là tại sao lại là khó hơn nhá. Chắc chắn là uy tín là khó hơn luôn. Nào cả lớp nhìn này. Đây là một câu khó Còn khó hơn cả cái câu mà thầy vừa hướng dẫn cơ Nào xin mời cả lớp hãy cùng thầy hỗ trợ thầy xử lý bài toán này Vì nó khó nên cần phải sự hỗ trợ Đầu tiên thầy xin hỏi cả lớp Ở hai cái thành phần đầu tiên này Nếu như thầy muốn làm xuất hiện thừa số chung Thì thầy đặt được cái gì ra làm thừa số chung Xin mời cả lớp nào Các con cho thầy hỏi là trong trường hợp này muốn làm xuất hiện được thừa số chung thì đặt được cái gì ra thừa số chung ở hai cái thằng đầu tiên, hai thành phần đầu tiên. Nào, cả lớp có phát hiện ra được xuất hiện thừa số chung là cái gì không? Là, là x đúng không các con? Là x đúng không? Ok nhá. Rồi, cả lớp nhìn này, đó chính là cái thằng x này, được chưa? Rồi, uy tín, x Vậy nếu đặt x ra ngoài rồi thì chúng ta sẽ còn lại cái gì các con? Còn cái gì ở trong ngoặc đây? Nào cả lớp, x đặt ra ngoài rồi thì trong ngoặc có cái gì các con? Các con cùng cùng làm cùng thầy đi. Sai thì thầy sẽ sửa luôn nhá để cho các con tiến bộ luôn. Đặt x ra rồi thì trong ngoặc thằng đầu tiên này còn lại cái gì ở cho trong ngoặc đấy các con ơi? 3y cộng 1 ạ. À. Rồi oh, ok. Chính xác, 3y cộng 1 uy tín. Uy tín luôn vậy thằng đằng sau trừ y này bằng một này được không ạ bằng một ừ. nhá đến đây thì đây chính là viên gạch của chúng ta được không cả lớp được chưa được chưa nào cả lớp có nhìn thấy đây là viên gạch không đây chính là ơ gạch của sư phụ nghĩa đấy ơ gạch vậy bây giờ làm thế nào để xuất hiện được viên gạch này các con cảm nhận thấy là viên gạch ở đây muốn xuất hiện nó khó không cả lớp cả lớp có nhìn thấy viên gạch ở đây mà các con muốn làm xuất hiện thì nó khó đúng không? Bởi vì các con có nhìn thấy 3i xuất hiện ở phía đằng sau không? Cả lớp cho thầy hỏi là các con có nhìn thấy 3i xuất hiện ở phía đằng sau không? Có hay là không đây? Có. Đâu? Thằng đằng sau còn làm gì có 3i đâu? Thầy có nhìn thấy 3i nào ở đằng sau đâu? Bước 1 này. Bước 1 nhá đặt thừa số chung đặt thừa số chung Đó chính là thừa số x được chưa nào? Đặt thừa số chung ở trong trường hợp này đó chính là thừa số x. Nếu có thừa số x thì làm xuất hiện được là thừa số ở bước tiếp theo thừa số chung ở bước tiếp theo ở bước thứ hai. Đó chính là gì đây các con nhỉ? Đó chính là thằng 3y cộng với 1 Vậy các con có thấy là cái việc làm xuất hiện viên gạch này là rất khó đúng không cả lớp? Các con có nhìn thấy là ở đây chúng ta chỉ có mỗi một mình thằng Y này thôi. Vậy làm sao mà xuất hiện được 3Y nhỉ cả lớp nhỉ? Cả lớp cho thầy hỏi là làm nào để xuất hiện được 3Y đây? Có bạn nào có ý tưởng xử lý ở bước tiếp theo này không? Các con nhìn nhá Ở đây chúng ta chỉ có 3Y cộng với một tức là đây là viên gạch tức là phải làm nào phải xuất hiện được 3 y cộng với một ở phía đằng sau này đúng không cả lớp thế nhưng ở trên này nó chỉ có mỗi thằng y chơ lơ như thế này đứng một mình lẻ loi vậy thì làm thế nào nhỉ khó nhỉ thầy cảm thấy đến đây thật sự là bế tắc đấy cả lớp có biết là chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào không nhân ba y cộng một à phải nhân làm nào đang từ thằng y này phải nhân nó biến thành thằng số 3 y đúng không có đúng không cả lớp Đúng chưa? Vậy thầy sẽ hỗ trợ các con một cách như sau nhá. Khó thế bài gặp bài toán này. Nào. Để xuất hiện được 3 y ở đây thì chúng ta phải làm đó là lập tức nhân cả cái hai vế của cái biểu thức này với cùng một số 3. Nếu như thầy nhân 3 ở bên tay trái thì cũng sẽ bằng bên tay phải này nhân với 3 lên cả lớp có hoàn toàn ok cái bước này của thầy không? Tại sao lại có được cái ý tưởng này đó là như sau cả lớp nhìn này. Nếu cả lớp nhìn nhá. Nếu a bằng b tức là vế trái bằng vế phải thì 3 nhân với a cũng bằng 3 nhân với b. Cả lớp có đồng ý với thầy cái này không ạ? Cả lớp ơi các con có hiểu được cái bước này của thầy không? Nếu a bằng b tức là vế trái bằng vế phải thì ta nhân cả hai vế này với cùng một số đó là số 3 thì hạ được hai cái kết quả mới chúng cũng bằng nhau được chưa được không các con rồi vậy đến đây cả lớp nhìn nhá nếu như thầy nhân 3 vào vế trái này thì có phải là 3 nhân với tất cả những thằng bên tay trái vậy thầy sẽ được là gì 3x này nhân đóng mở ngoặc 3y cộng với 1 này trừ đi này y mà nhân với 3 thì tức là ta sẽ có được là trừ đi 3y đúng không cả lớp thầy sẽ làm bước này nó như sau cả lớp nhìn nhá các con bình tĩnh này, đây các con nhìn thầy thầy bình tĩnh thầy xử lý chậm lại một tí các con nhìn nó sẽ dễ dễ hiểu hơn <laughs> Ở đây thì thầy sẽ lấy số 3 này Thầy nhân với cái ngọc vuông bên tay trái Thì bên tay phải này cũng bằng là một Cũng nhân với ba lên Được không các con? Nào, cả lớp ơi Các con hiểu được bước này chưa ạ? Hoàn toàn ok 100% đúng không? Vậy đến đây muốn lấy ba mà nhân với cái ngoặc này Sư Phụ Nghĩa đã dạy chúng ta rồi Đó là gì nhỉ cả lớp nhỉ? Phải lấy ba nhân với thành phần đầu tiên sau đó lấy 3 nhân với thành phần phía sau Ở giữa là dấu gì hạ nguyên xuống Vậy đến đây nhá 3 nhân x, x thì được là 3x Nhân với 3y cộng 1 là cái ngoặc thầy hạ nguyên xuống Trừ đi 3 nhân y Vậy thầy trừ đi 3y Bằng bên tay phải này sẽ bằng 3 Được không các con? Được chưa? Được chưa nào? Rồi đến đây là bước tiếp tục này Bước tiếp tục này Vậy đến đây thì thầy đã xuất hiện được 3Y rồi. Ta sẽ làm như sau. 3X nhân với 3Y cộng với 1. Trừ đi. Cả lớp cho thầy hỏi viên gạch của chúng ta. Lúc nãy thầy vừa chốt lại là viên gạch là cái gì đây? Viên gạch của chúng ta là gì đây cả lớp ơi? 3Y cộng 1. À. 3Y cộng 1. Vậy ở đây đã có 3 y rồi, vậy làm xuất hiện viên gạch tức là có phải là thầy sẽ làm xuất hiện viên gạch như thế này đúng không cả lớp? Có đúng không cả lớp? Thế đây là đây cả lớp nhìn này, thầy đang trừ đi một cái ngoặc, trừ đi mở ngoặc a cộng với b tức là bằng trừ a trừ b. Vậy có nghĩa là ở đây đang trừ đi 3 y, sau đó là trừ thêm một nữa. Nhưng thực chất là có trừ một hay không nữa cả lớp nhỉ? Có trừ một này không? Ở dòng trên này không hề có luôn, Vậy chúng ta phải cộng giả một đơn vị vào ở vị trí này, cả lớp có ok không? Nào. Ở đây thầy phải cộng giả một đơn vị vào để nó trừ một trong ngoặc thì cộng với một Vậy ừ. nếu như ở đây mà cộng 1 thì bên tay phải của chúng ta cũng phải là 3 một. cộng với một các con nhá. 3 cũng phải cộng với một luôn. Vậy đến đây ta sẽ có được bước tiếp theo như sau này. Viên gạch 3y 1 đã xuất hiện rồi. Vậy ta có 3y cộng với 1 đóng mở ngoặc nhân với 3x trừ đi 1 được không các con? Ừ. Okay chưa? Rồi. Vậy đến đây chúng ta sẽ còn được điều gì? Còn 4 ạ. Trừ đi 1, ở đây trừ đi 1 thì bên tay trái cũng phải trừ đi 1 nhá. Thầy sẽ chuyển vế đổi dấu này. Cả lớp nhìn này, bình tĩnh này. Cái thằng 1 này thầy vứt nó sang bên tay phải của chúng ta thì lập tức phải chuyển đi về bằng là 3 trừ đi 1. Vậy đến đây ta có là 3y cộng với 1 đóng mở ngoặc nhân với 3x trừ đi 1 sẽ bằng là 3 trừ đi 1 tức là còn lại là 2. 2. Ok chưa? Rồi, đến đây thì xong xử mất rồi. Cả lớp có nhìn thấy đây lại là hai cái thằng nhân với nhau. Mỗi một thằng này thì nó đều làm sao nhỉ cả lớp nhỉ? Đều thuộc gì? Ước của đều 2. thuộc Z. Từ Z. đó chi ra 3y cộng với 1 và, và 3 trừ đi 1 đều phải chữ 1. thuộc ước của hai cả. Ủa, Đấy. Vậy đến đây ta sẽ lại tiếp tục lập bảng như sau. Xong xứ mất rồi. Lập bảng. 3Y cộng 1 này. 3X trừ 1 này. Ngoài ta còn hai cái cột còn lại đó là X và Y đi. Được chưa nào? Ok các con chờ thầy để thầy lập bảng cho nó đẹp nhá Làm cái bảng tử tế một tí. Ok, xong rồi Bước này thì bước này nó là bước dễ rồi các con ạ à. Khó nhất là cái đằng trước cơ. Âm 2 này Âm 2 này, âm 1 này, dương 1 này, dương 2 này Thì thằng nào nhân với âm 2 để được kết quả là bằng 2 ở đây Đương nhiên Không nó bùi. phải là 1 rồi Thằng này là trừ 2, thằng này là dương 2 Thằng này là dương 1 Vậy đến đây các con phải hết sức cẩn thận nhé Đừng làm sai này Trừ 2 mà trừ đi 1 là trừ 3 chia cho 3 Vậy y ở đây sẽ là bằng âm 1 đúng không ừ. Thằng này bằng âm 1 vứt sang là bằng 0 Vậy x ở đây là bằng 0 Đấy. Ừ. Tiếp theo này 3y cộng 1 Là bằng âm 2 Vậy y ở đây sẽ là bằng trừ đi 2 phần 3 Trừ 2 phần 3 Giá trị này sẽ bị loại đi Bởi vì âm 2 phần 3 không phải là số nguyên các con ạ à. Được chưa nào Thế còn thằng âm 1 này vứt sang nó là bằng âm 1 Như vậy thằng này sẽ là trừ 1 phần 3 nhá Thằng này bị loại này loại. Thằng này bị loại mất Được chưa các con Thằng này bị loại Loại thì các con cứ để nguyên đấy Thầy gạch này chẳng qua để cho các con dễ nhìn thôi Bởi vì loại là bởi vì nó không thuộc Z Được chưa nào Ok tiếp theo này Cộng 1 vậy thằng này bằng 0 Xin lỗi không là ở trên chứ Y bằng 0 ở trên Đây là 0 này Thế còn 3x 1 bằng 2 vậy thằng này x bằng 1. 3y cộng 1 vậy thằng này là 1 phần 3. Thằng này ừ. sẽ là y 1 phần 3 ở dưới chứ nhỉ? Thầy xin lỗi, thầy bị viết cái này là không chính xác. Nó là 1 phần 3 ở dưới. Thế còn thằng này bằng 1 thì thằng này là bằng 2 phần 3. Như vậy giá trị này tiếp tục bị loại. Như vậy đến đây các con sẽ có hai cặp số thỏa mãn. Đó chính là cặp 0 âm 1 và 1 0. Đúng không? Vậy ta có được cặp số y cần tìm này. cần tìm là có cặp 0. -1 và cặp 1. Phẩy... thấy xin lỗi không? 1.0. Ch... Đấy. Nào, cả lớp ơi. Bài toán này thực sự là khó hơn hẳn câu A luôn các con ạ, à, khó hơn rất nhiều đấy. Nếu như các con không biết cái kỹ năng mà nhân ba vào hai vế thì bài toán này là bó tay chấm com, chắc chắn là bó tay chấm com. Được chưa? vậy các con bình tĩnh quan sát lại từ đầu nhá các con nhìn này đây là một bài toán thực sự sự là rất hay cảm ơn bạn minh đức có gửi cái câu hỏi này đến cho thầy nó cũng là một cái tất nhiên là thầy cũng định dạy các con ở trong cái buổi hôm nay về cái dạng bài tập này thế nhưng mà bạn minh đức hỏi thì thầy tiện thầy sẽ xử lý luôn cái bài tập của bạn minh đức được chưa nào ok xin mời các con chữa bài này thật cẩn thận và trong vở giúp thầy ạ à. xin mời cả lớp nào thầy xin hỏi chữa trong lớp giảng của thầy À, tất nhiên là chữa vừa chữa vừa nghe vừa chữa được thế nhưng mà thầy hỏi các con này các con có hiểu được hoàn toàn cái bài này không hoặc là bảy tám mươi bài này thôi là thầy sáu bảy phần trăm à là tăng lên thêm được hai phần trăm so với lúc nãy đúng không ok <laughs> nhưng bạn còn lại thì sao cả lớp ơi có hiểu được không ạ Minh Đức cho thầy hỏi hiểu là bài này 90% hay 100% là là các bạn muốn động viên thầy đấy thầy à thì ạ à? không thì động viên cũng là tốt mà Từ lúc được, các bạn cũng động viên hoặc là các bạn uh, hiểu thời hạn thật dạ vâng thực ra thì động viên cũng là tốt mà cũng phải khích lệ nhau để vươn lên chứ đúng không? chứ chẳng nhẽ các con lại bảo với thầy là thầy ơi con hiểu không phần trăm thầy ạ à. nghe như thế thì buồn luôn chứ còn gì nữa à? <laughs> được chưa? rồi chép nốt cái bài dưới không thầy dạ được chưa ạ à? nhưng mà <laughs> ok vậy thầy thầy sẽ kéo cái thằng này bên sang bên góc trái các con nhá. Thầy kéo cái thằng này bên góc trái sau đó thầy copy cái thằng kia lên ở bên tay trái cho các con nhìn nó dễ nhá. Đây, ok ok. Đây ạ. À, thầy sẽ copy cái thằng này lên đây. Được chưa ạ? Thầy sẽ chia cái bảng này ra nhá. Đấy. Nó là bên tay trái xong nhìn sang bên tay phải đấy các con ạ. À. Sau đó là phần lập bảng thôi. Thì phần lập bảng thì thầy sẽ để nó góc lên góc trên này. Ok, được chưa nào? Đấy, nhìn full bảng luôn nhá. Cả lớp ơi, về nhà các con hãy xem lại cho thầy thật kỹ càng nội dung của hai cái ý này nhá. Hai cái ý này mà con hiểu được tuyệt vời luôn, được chưa nào? Ok. Rồi. Đến thời điểm này thì thầy xin cảm ơn tất cả các con đã cùng thầy nỗ lực trong cái buổi học ngày hôm nay. Thực ra thì thầy còn muốn chia sẻ với các con thêm nhiều dạng bài tập nữa cơ thì mình nói thật là như thế. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian thì các con nghe này, những bạn nào mà các con có những cái dạng bài tập mà phức tạp hoặc các con chưa hiểu về nó thì các con hãy nhắn tin đến Zalo của thầy nhá. Thầy sẽ chắc chắn là thầy sẽ hỗ trợ các con, được chưa nào? Ok. Thế còn buổi học tiếp theo của tuần tuần tới thì chúng ta sẽ dành thời gian để bắt đầu học sang phần kiến thức mới, đó là về phần phân số, được không ạ? Ok. Rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các con nhá. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. À ừ. ừ. chào thầy ạ. Okay, em xin lỗi thầy, thầy. Đổi không thầy? Thế như này thì, thầy cho em tí. Dạ sao hả con? Cái thẻ của em nó bị như lên đây như này thầy. Cái gì nhỉ? Con con đang hỏi thầy là như nào ạ? Cái em mới đi chơi nó bị như này rồi, bị cả là... hai phần nó bị tách ra tôi rồi này rồi thì là sao vậy? Cái thẻ thẻ nhớ, nhớ của con ạ à? hay thế nào ạ? À? Không có cái thầy thầy gì mà gọi là đi Đấy luôn thầy. À, 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 thẻ của con bị làm sao ạ? Bị lỡ, đứt đôi rồi thầy à. lỡ, không biết không không sao đâu con ạ, hôm sau thì con cứ mang đi thôi, con cứ đến đấy xong là con uh, hôm đấy thầy cũng có mặt ở đấy mà. Cho nên là những bạn nào mà có gặp vấn đề gì thì các con hãy gặp trực tiếp thầy nhá, được không ạ? Hôm đấy là thầy mặc áo security, đúng không? đội trưởng đội bảo vệ ở đấy. Đúng không? Cho nên là gặp khó khăn gì cứ uh, đến sớm hơn một tí, sớm hơn khoảng 5 10 phút sau đó là gặp khó khăn gì thì hãy gọi thầy, được chưa? Thầy chắc chắn là ở đó mà. Ok. <laughs> Rồi, thầy xin chào tạm biệt tất cả các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo ạ. Bye bye. <laughs> Rồi thầy xin phép dừng phòng học của chúng ta tại đây ạ. Thầy chào tạm biệt con, các con. Ok. Thầy chào tạm biệt tất cả các con nhé.